Tinh thần biến phần 5 tập 11, bằng Phong Tông Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Lăng Không đứng trong Khương Lan giới, nhìn vô tận không gian. Nguyên linh chi khí của Khương Lan giới đều phải từ bên ngoài hút vào, thật có chút phiền toái, bất quá ta hiện giờ cũng không cần hấp thu nguyên linh chi khí, chỉ cần tu luyện linh hồn là được. Tần Vũ không chế Khương Lan giới bắt đầu hấp thu nguyên linh chi khí. Trong khi Tần Vũ vừa mới không chế, bông tại tinh cầu chung quanh nơi tần vũ phát ra một âm thanh quái dị tựa như một cái bình không thả rơi vào mặt nước tạo ra sau đó chung quanh tinh cầu phảng phất xuất hiện một dòng xoáy vô hình trong vũ trụ không gian vô tận nguyên linh chi khí bắt đầu bị dòng xoáy vô hình không ngừng nhanh chóng hấp thu nguyên linh chi khí tại tiên ma yêu giới lưu động hỗn loạn không theo quy luật nhưng từ lúc tần vũ bắt đầu khống chế khương lan giới ít nhất lam loan tinh vực vô tận nguyên linh chi khí bắt đầu chậm rãi hướng nơi tần vũ bế quan chảy tới dòng linh khí chảy đến như dòng nước trong khương lan giới trống rỗng mà tiên ma yêu giới nguyên linh khí lại rất nhiều cho nên nguyên linh khí không ngừng chảy vào khương lan giới đây là tốc độ gì tần vũ nhận thấy tốc độ hấp thu nguyên linh khí của khương lan giới trong lòng ngạc nhiên nếu nói một người tu luyện hấp thu nguyên linh khí là một vậy thì tốc độ hấp thu nguyên linh khí của khương lan giới tuyệt đối lớn hơn một chục ngàn lần hơn nữa có thể còn vượt xa tần vũ đã quên mất một điểm Khương Lan giới xem như một không gian, một không gian hấp thụ tốc độ nguyên linh khí không gian khác, tốc độ hấp thu của tu luyện giả bình thường, làm sao có thể so sánh. Cứ như vậy mà tiếp tục thôi. Tần Vũ Lăng không quanh chân ngồi, liền an tâm bắt đầu tu luyện tam hồn cửu luyện. Khương Lan giới cuồn cuộn không ngừng hấp thu tiên ma yêu giới vô tận nguyên linh khí, thời gian chậm rãi trôi qua, giữa Khương Lan giới nguyên linh khí càng ngày càng nhiều, mà Tần Vũ vẫn như trước ngồi không nhúc nhích. Ở đây 10 năm bằng bên ngoài một năm trong thời gian này tần vũ lẳng lặng tu luyện thời gian dần trôi tại tinh cầu vô danh nơi tần vũ đang tu luyện nguyên linh chi khí vô tận chung quanh không ngừng bị những dòng suối vô hình thấy ở chung quanh một mực thôn phệ trạng thái này đã duy trì trong 15 năm liên tục bên trong khương lan giới tần vũ vốn luôn ngồi xếp bằng trên không tĩnh tọa cuối cùng cũng mở mắt ra nhãn thần càng thêm thâm thúy an tĩnh linh hồn chi lực mênh mông như thiên địa tần vũ tức thì nhầm tính ra thời gian tu luyện của mình 150 năm, Lần trước từ tầng thứ nhất của địa hồn tu luyện đến tầng thứ hai chỉ sử dụng thời gian gần 50 năm. Nhưng lần này từ tầng hai lên tầng thứ ba lại mất 150 năm. Tần Vũ có chút cảm thán. Tần Vũ đã đoán trước thời gian tu luyện lần này dài hơn lần trước, vì cảnh giới tu luyện càng về sau dĩ nhiên càng khó. Đây là nguyên nhân phần lớn người ta tu luyện từ thiên tiên lên kim tiên rất nhanh, nhưng từ kim tiên lên huyền tiên chậm hơn cả chục lần. 150 năm này chỉ là 150 năm trong tầng thứ nhất của Khương Lan giới bên ngoài thực tế chỉ mới có 15 năm mà thôi. Linh hồn đã đạt đến tầng thứ ba của địa hồn, chỉ thiếu một chút nữa là tiến vào cảnh giới thiên hồn, hiện tại chắc là mình lại có thể tiếp tục hấp thu năng lượng tu luyện rồi. Tần Vũ điều chỉnh trạng thái một lượt. Thời gian tu luyện linh hồn mới tổn hao phần lớn thời gian, còn thời gian hấp thu công lực lại ngắn hơn nhiều. Đặc biệt là Tần Vũ đạt đến hắc động chi cảnh, không quản là năng lượng gì, hắc động này đều có thể thôn phệ luyện hóa, nếu nói người khác tu luyện phải mười phần chú ý đến sự tinh thuần, nhưng Tần Vũ thì ngược lại, không cần quan tâm chuyện đó. Ta trước giờ còn chưa thử qua toàn lực thi triển hắc động để tiến hành tu luyện, phải xem thử tốc độ nhanh đến mức nào. Trên mặt Tần Vũ có tia hưng phấn. Từ khi trong đan điền hình thành hắc động, Tần Vũ đã biết một khi hắc động toàn lực hấp thu năng lượng sẽ vô cùng khủng bố, vô cùng nhanh, nhưng nhanh đến mức nào Tần Vũ cũng không biết. Nhắm chặt hai mắt, ý thức của Tần Vũ hoàn toàn trầm nhập vào trong hắc động tại đan điền. Trong không gian tại đan điền của Tần Vũ, hắc động vốn luôn ở trạng thái tĩnh lặng đột nhiên bắt đầu xoay tròn một cỗ lực thôn phệ kinh người từ trong đan điền từ từ phát tán ra hô chung quanh thân thể tần vũ tựa hồ như có những con suối vô hình vô số nguyên linh chi khí bị thôn phệ với tốc độ kinh người chỉ trong thoáng chốc lốc xoáy vô số nguyên linh chi khí bên trong khương lan giới hình thành nên một con suối to lớn điên cuồng dung nhập vào trong thể nội của tần vũ tốc độ nhanh hơn người bình thường tu luyện không biết bao nhiêu lần trăm vạn lần nghìn vạn lần không ai biết được. Nhanh quá, thật là nhanh quá đi. Tân Vũ cảm thấy rõ ràng công lực của mình đang để thăng với tốc độ khủng bố làm người ta phải chấn động. Nguyên linh chi khí vô tận dung nhập vào trong hắc động tại đan điền của Tân Vũ. Nguyên linh chi khí tuy nhiều nhưng sau khi bị hắc động hấp thu luyện hóa chỉ hóa thành một đoàn năng lượng nhỏ tiến nhập không gian dài rộng khoảng 2, 3 mét trong cỗng hồ không gian bên trong tần Vũ. Qua một lúc sau, Tân Vũ bình tĩnh lại, cẩn thận cảm thụ tốc độ hấp thu nguyên linh chi khí của mình Tần Vũ đột nhiên phát hiện một sự tình vô cùng quái dị. Tốc độ thôn vệ của Hắc Động gấp 10 lần tốc độ khương lan giới thôn vệ nguyên linh chi khí của bên ngoài, Tần Vũ là chủ nhân khương lan giới đương nhiên biết vô cùng rõ tốc độ hấp thu của khương lan giới. Sao xảo diệu thế này? Tần Vũ nghi hoặc. Hơn nữa tốc độ hấp thu của Hắc Động trong thể nội mình sao lại còn nhanh hơn tốc độ của không gian trong khương lan giới? Tần Vũ càng thêm nghi hoặc. Tần Vũ nghĩ một lúc lâu vẫn không thông. Nhưng Tần Vũ thở phào trong lòng, Lần trước từ ám tinh hậu kỳ đạt đến hắc động tiền kỳ, ta đã dùng hết bao nhiêu là nguyên anh của kim tiên, từ hắc động tiền kỳ đến hắc động trung kỳ chắc chắn là phải cần nhiều năng lượng hơn, nếu còn dựa vào luyện hóa nguyên anh kim tiên có lẽ là nguyên anh trong diễm huyền chi giới của mình cũng không đủ dùng a. À. Trên mặt Tần Vũ có một tia tiêu ý. Hắc động hấp thu luyện hóa căn bản không cần Tần Vũ quan tâm nhiều, chỉ cần lưu lại một chút ý thức là được. Hiện tại tốc độ hấp thu nguyên linh chi khí của hắc động trong đan điền chậm hơn so với khi Tần Vũ luyện hóa nguyên anh kim tiên. Tuy chất lượng nguyên linh chi khí không giống như nguyên anh kim tiên, nhưng số lượng có thể bổ túc sự thiếu sót về chất lượng. Sau thời gian ba thời thần, Tần Vũ cảm thấy một loại áp lực trong hắc động đã chứa đựng quá nhiều năng lượng, sự khống chế của linh hồn chi lực đã đạt đến giới hạn. Hình như không gian 2, 3 mét của cưỡng hồ không gian đã phát sinh biến hóa. Tần Vũ cảm thấy rõ ràng năng lượng ở bên kia vừa phát sinh đã nhanh chóng biến hóa. Chính lúc này, một đạo kim sắc quang hoàn có thể tích đường kính to lớn từ một đầu hắc động bay ra. Khi kim sắc quang hoàn này bay đến vị trí một phần ba của hắc sắc thông đạo thì dừng lại nơi này. Sau đó, kim sắc quang hoàn lấp lóe quang mang, kết hợp thành một thể với hắc động, phản phất như gia cố cho hắc động ổn định. Lần trước Tần Vũ đạt đến hắc động tiền kỳ, một kim sắc quang hoàn bay ra chiếm một phần ba vị trí. Lần này thể tích kim sắc quang hoàn lớn hơn nhiều chiếm 2 phần 3 vị trí. Hai đạo quang hoàn là hắc động trung kỳ, vậy ba đạo quang hoàn là hắc động hậu kỳ rồi. Tần Vũ thầm đoán trong lòng. Chính lúc này hai đạo kim sắc quang hoàn phát xuất đạo đạo kim quang đổi bắt nhau. Trong lúc năng lượng của hai đạo kim sắc quang hoàn giao lưu thì sự tinh thuần không ngừng đề thăng, còn hắc động cũng từ từ chuyển biến. Qua một lúc lâu, mọi thứ bình tĩnh lại. Tần Vũ nắm chặt song quyền, cảm thấy toàn thân thư thái, sau 150 năm tĩnh tu thân thể Tần Vũ đạt đến một tầng mới. Mặc dù Tần Vũ không tu luyện, nhưng sinh mệnh nguyên lực vẫn không ngừng cải biến thân thể Tần Vũ. Ta hiện tại chỉ bằng vào thân thể cũng có thể đấu ngang với bát, cửu cấp kim tiên rồi. Sinh mệnh nguyên lực này thật là kỳ quái, không chỉ mang sinh cơ vô tận mà còn làm thân thể mình không ngừng biến đổi. Trong lòng Tần Vũ lại nảy sinh nghi hoặc đối với sinh mệnh nguyên lực trong thể nội. Bản thân lúc ở phạm nhân giới, tùy tiện quán nhập một chút xíu sinh mệnh nguyên lực vào linh đan phổ thông cũng hình thành nên sinh sinh tạo hóa đan có thể giúp một tán ma lợi hại khôi phục toàn bộ năng lượng cho đến khi tới tiên ma yêu giới lần trước kiếm tiên khôi lỗi bị thanh huyết kiếm tiên tri bạch chém bị thương sử dụng chín khối cực phẩm nguyên linh thạch cũng chỉ hồi phục được một phần mười thương thế nhưng chỉ cần một chút sinh mệnh nguyên lực đã hoàn toàn chữa lành vết thương hiệu quả của một chút sinh mệnh nguyên lực vượt quá chín khối cực phẩm nguyên linh thạch mười lần có khả năng còn hơn thế năng lượng thật thần kỳ. Trong lòng Tần Vũ vô cùng khẳng định, sinh mệnh nguyên lực này tuyệt đối siêu việt hơn các dạng năng lượng như tiên nguyên lực, mà nguyên lực nếu không sẽ không thể có hiệu quả biến thái đến mức này, nhưng sinh mệnh nguyên lực lại chảy ra từ trong lưu tinh lệ thần bí. Thân là chủ nhân lưu tinh lệ, nhưng Tần Vũ đối với lưu tinh lệ vẫn không hiểu chút gì, thậm chí chỉ có thể khống chế mấy dạng công năng tối đơn giản. Trong lòng không nghĩ nhiều nữa, Tần Vũ tiếp tục khống chế hắc động trong đan điền hấp thu nguyên linh chi khí vô tận vì hiện tại còn chưa đến cực hạn mà Tần Vũ có thể chịu đựng. Tần Vũ yên tĩnh tu luyện. Nguyên linh chi khí trong Khương Lan giới hình thành, nên lốc xoáy, chỉ sau ba thời thần Tần Vũ cuối cùng cũng cảm thấy một cỗ áp lực, chắc chắn đã đạt tới cực hạn của linh hồn. Nhưng tu luyện ba thời thần làm năng lượng của hai quang hoàn trong hắc động càng thêm tinh thuần. Từ hắc động tiền kỳ đến hắc động trung kỳ ta chỉ cần tu luyện ba thời thần, nhưng hiện tại cũng tu luyện ba thời thần, mà chỉ ra cố cho hắc động trung kỳ ổn định thêm một chút mà thôi xem ra càng về sau cần càng nhiều năng lượng à. Tần Vũ lười biếng duỗi dài người. Tổng cộng hấp thu nguyên linh chi khí trong 6 thời thần, đối với Khương Lan giới, đã hấp thu nguyên linh chi khí ở bên ngoài trong 15 năm mà nói thì chỉ là một giọt nước trong hồ mà thôi. Một không gian hấp thu nguyên linh chi khí của một không gian khác, tốc độ đó căn bản con người không thể so sánh được, trừ phi người đó cũng có một cái hắc động như Tần Vũ. Tinh cầu vô danh nơi Tần Vũ ở lúc này là đêm khuya, sương lạnh phủ khắp bề mặt cả tinh cầu, trong dạng hoàn cảnh này sinh mệnh bình thường vô pháp sinh tồn tinh cầu vô danh này cũng không có tinh tế chuyển tống trận trừ phi là cao thủ đạt tới cấp biệt kim tiên mới có thể đến tinh cầu dạng này một nhân ảnh đột ngột xuất hiện trong xương lạnh vô tận trên mặt đất hắc xác trưởng phát tung bay một thanh niên toàn thân hắc y từ trong xương lạnh đi ra trong tay cầm một cái tháp nhỏ lục xác lúc này ở ngoại vi tinh cầu không còn những con suối vô hình nữa nguyên linh chi khí trong lam loan tinh vực cũng khôi phục lại trạng thái tạp loạn vô lối trước đây 15 năm rồi tần vũ nhìn tinh thể cự đại che lấp cả trời trên mặt có nét cười nhẹ thực lực của ta bây giờ dù chưa phải đối thủ của bọn người như vũ hoàng nhưng giữ mạng thì không vấn đề gì hiện tại là lúc nên đi tìm tiểu hắc phí phí rồi tần vũ hiện tại đạt đến hắc động trung kỳ thực lực gần ngang với bát cấp cửu cấp kim tiên tuy nhiên phối hợp với diễm huyền chi giới thần kiếm phá thiên thần khí chiến y hắc ngương tuyết còn có thân thể cường hãn được sinh mệnh nguyên lực tu bổ tần vũ đã có thể chiến đấu với tiên đế cấp thấp không giống như trước đây khi đối diện với nhất cấp tiên đế, kiếm tiên như Ngọc Thanh Tử đến lại gần cũng không làm nổi. Trước khi đi phải từ biệt vô danh đại ca đã, thân hình tần vũ nhất động, trực tiếp thi triển đại na di đi thẳng từ tinh cầu vô danh đến ẩn đế tinh. Trong đông tinh thành ẩn đế tinh, tại mông hoành trang viện, đối với ngao vô danh đã đạt đến thất cấp yêu đế mà nói trăm năm, cũng giống thời gian một viên đạn bắn đi mà thôi, ngao vô danh tuy được tính là nhân vật thiên tài, nhưng cũng còn lâu mới bằng loại người thiên tài trong thiên tài như quân lọc vũ thời gian ngao vô danh tu luyện đạt tới thất cấp yêu đế cực lâu lần này đến ẩn đế tinh du ngoạn hắn ít nhất phải lại mấy trăm năm hai người ngao vô danh mông hoành đang tùy ý ngồi uống rượu tán chuyện trong vườn nói trời nói đất nói về mỗi cao thủ tiên giới nói về mỗi nữ nhân ma giới nói về mỗi thần thú xuất danh tại yêu giới ngày tháng vô tận đủ cho bọn họ lãng phí thời gian như thế hầy vô danh huynh nói lần này tần vũ tu luyện phải bế quan bao lâu mông hoành đột nhiên nói mông hoành nói chuyện với vô danh mười lần thì hết năm nói đến tần vũ bàn về sự thần bí của tần vũ bàn về vũ khí của tần vũ các thứ lần này lại nói đến vì chủ đề các cuộc nói chuyện của bọn họ cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi hắn ta à lần trước hắn bế quan chỉ hơn năm mươi năm hiện tại mới mười năm có lẽ phải mười mấy hai mươi năm nữa hắn mới xuất quan đó ngao vô danh cười liền đó nghi hoặc nói nói ra cũng kỳ quái càng tu luyện về sau càng cần thời gian dài nhưng tần vũ hán vì sao nói thời gian bế quan lần này lại ngắn hơn lần trước nhỉ do công pháp đặc thù của người ta hoặc là lần trước tần vũ hán đã tu luyện đến cửa đột phá lần này chỉ đột phá cửa đó cũng là chuyện thường không phải không có khả năng đó ư mung hoành đoán bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé cũng đúng nào uống đi ngao vô danh nâng chén đối ẩm cùng mông hoành vô danh đại ca thanh âm vang lên rõ ràng trong vườn trong thanh âm còn ẩn chứa sự vui mừng ngao vô danh giật mình quay đầu nhìn tần vũ huynh đệ sắc mặt ngao vô danh kinh sợ mông hoành cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy tần vũ đằng xa sắc mặt cũng tràn đầy kinh ngạc tần vũ huynh đệ không phải huynh đệ mới bế quan 15 năm sao sao đã xuất quan rồi ngao vô danh và mông hoành đều vì việc tần vũ chỉ bế quan 15 năm mà cảm thấy kinh sợ bọn họ có nghĩ đến việc tần vũ có một loại thần khí không gian trong đó có tỷ lệ thời gian mười trên một đâu mười lăm năm là đủ rồi tần vũ mỉm cười nói tần vũ công pháp của huynh đệ đích xác rất kỳ quái trong tình huống bình thường ta cũng không nhìn ra được thực lực của huynh đệ trừ phi lúc huynh đệ chiến đấu mới thấy được ngao vô danh cảm thán nói so với trước khi bế quan trong tình huống bình thường ngao vô danh đích xác không nhìn ra thực lực của tần vũ trừ phi tần vũ chủ động để lộ vì linh hồn tần vũ dung nhập lưu tinh lệ còn công lực trong thể nội thì ở trong hoạt động ai có thể phát hiện ha ha vô danh đại ca lần này đệ đến đây một là thăm huynh hay là để từ biệt tần vũ trực tiếp nói ra ý mình từ biệt ngao vô danh khẽ run đúng đệ muốn xuất phát tới yêu giới lúc trước đệ đã muốn đi rồi hiện tại điều kiện chín muồi đệ cũng phải đi thôi tần vũ cười nói cũng tốt Ngao vô danh gật đầu cười nói, lúc đệ đi yêu giới, nếu có người làm khó đệ chỉ cần truyền tấn cho ta. Đại ca đệ tại yêu giới cũng có chút năng lực. Đường đường là một trong long tộc song hoàng, long tộc hoàng tử, long tộc long hoàng tương lai, địa vị của Ngao vô danh tại yêu giới có còn phải nói. Bên cạnh tinh tế truyền tống trận tại ẩn đế tinh, mấy người tần vũ, Ngao vô danh đang từ biệt nhau. Ba người Ngao vô danh liên trúc, mông hoành đến đây tiễn tần vũ, đợi đến khi mấy người nói hết tần vũ mới từ biệt ba vị hảo hữu bước vào tinh tế truyền tống trận vô danh đại ca liêu trúc tẩu tẩu mông hoành huynh cáo tử tần vũ đứng trong truyền tấn trận nói lớn sau đó đạo đạo quang mang mênh mông sáng rực lên trong tinh tế truyền tống trận tần vũ nhìn những quang mang này trong lòng hiểu rõ hành trình đi yêu giới của mình đã bắt đầu con đường này liệu có thể bình an đi qua không quang mang tiêu tan tinh tế truyền tống trận khôi phục hình dáng bình thường còn tần vũ đã bị truyền tống đi về thôi! Trên mặt Nga Vô Danh có chút buồn bã, lại một hảo huynh đệ nữa ra đi. Lúc mấy người Nga Vô Danh liên trúc, Mông Hoành rời khỏi không chú ý đến có vài người có thực lực kim tiên tùy tiện nhìn vào nơi này mấy lần. Mấy người này chính là nhân viên tình báo của Vũ Hoàng. Không chỉ riêng Vũ Hoàng, huyết ma đế vốn luôn chú ý động tĩnh của Tần Vũ. Nga Vô Danh cũng biết Tần Vũ đã rời đi, thậm chí thông qua truyền tống trận Tần Vũ bước và còn biết Tần Vũ truyền tống đến nơi nào. Lam Loan tinh vực nơi đặt tinh tế truyền tống trận trên tinh cầu hạch tâm của húc lộ tinh hệ cửu lộ tinh quang mang sạc sỡ lóe lên một hắc y thanh niên liền xuất hiện trong tinh tế truyền tống trận lúc hắc y thanh niên xuất hiện trung quang có không dưới 10 người đã chú ý đến nơi này đại nhân mục tiêu đã đến cửu lộ tinh sư tôn mục tiêu đã đến cửu lộ tinh hầu như cùng lúc có mấy người truyền tấn cho thủ lĩnh của họ tin tức này rất nhanh được truyền đến cho thủ lĩnh tối cao của bọn họ là vũ hoàng tuyết thiên nhai một tinh cầu trong ma giới nằm gần lam loan tinh vực một tòa thành trì trên tinh cầu này bị mưa phùn bao phủ nước xâm sấp trên đường lúc này phần lớn tu luyện giả đang nghỉ trong nhà mình một bạch y nam tử tuấn mỹ đi trên đường trông hết sức thanh cao thuần khiết phảng phất như không vướng chút bụi trần đi bước đầu tiên tóc trên đầu bạch y nam tử tuấn mỹ biến dài đến hông đi bước thứ hai thể hình bạch y nam tử tuấn mỹ biến thành cao hơn một chút gầy hơn một chút hình dạng biến thành một bạch y thiếu niên tuấn mỹ đi bước thứ ba bạch y trên thân bạch y nam tử tuấn mỹ cũng biến thành y phục hồng sắc huyết ma đế tuyết thiên nhai có thói quen lúc chân chính chuẩn bị giết ai đó hơn nữa là lúc chắc thắng phi thường trịnh trọng hắn liền đem một thân bạch y biến thành y phục hồng sắc huyết ma đế bình thường toàn thân bạch y một khi toàn thân hồng y là lúc giết chóc đến cửu lộ tinh rồi ư tuyết thiên nhai tịnh không gấp gáp với thực lực huyết ma đế hắn tại các tinh cầu chủ yếu đều có nhân mã của hắn vô luận tần vũ đến đâu đều bị phát hiện trừ phi Tần Vũ trực tiếp thi triển đại na di chạy trốn. Nhưng Tần Vũ hiển nhiên còn chưa phát hiện có người dám thị hắn. Phụ thân, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt Tuyết Thiên Nhai, chính là Ma Đế Huyết Y. Phụ thân, người gọi con đến có chuyện gì? Nhìn thấy phụ thân mình biến thành hình dáng như thế này, Ma Đế Huyết Y kinh hoàng. Phụ thân, toàn thân người lại mặc y phục huyết hồng sắc, muốn đi giết người nào vậy? Hơn nữa còn biến đổi dung mạo. Tuyết Thiên Nhai bình thản cười nói. Cửu nhân của con. Cửu nhân của con. Cửu nhân của con có ai đáng để phụ thân, người trịnh trọng ra tay như thế này. Mà để huyết y cẩn thận ngẫm nghĩ một lượt, cửu nhân của hắn phần lớn ở trong khu vực ma giới, nhưng hắn không nghĩ ra người nào trong khu vực ma giới đáng để tuyết thiên nhai trịnh trọng như thế. Mục quang tuyết thiên nhai bắn về hướng Tây Bắc. Người giết đồ đệ của con. Phụ thân, người nói tần vũ. Huyết y kinh hoàng, sau đó trịnh trọng nhìn tuyết thiên nhai. Phụ thân, tần vũ giết tử nô con nhất định muốn tự thân tìm hắn báo thù con giết được hắn không tuyết thiên nhai hỏi ngược lại huyết y khẽ ngây người thực lực tần vũ hắn biết còn lâu mới bằng hắn chỉ là tần vũ không chỉ có thần khí chiến y mà thể nội cũng có chút cổ quái thời kỳ hắn đang toàn thịnh khi xưa cũng giết không nổi tần vũ còn hiện tại chúng phải cấm chế của ẩn đế thực lực chỉ có thể phát huy một nửa thì làm sao mà giết chết tần vũ hơn nữa chuyện này có quan hệ trọng đại vô luận thế nào ta cũng muốn tự thân ra tay, bởi vì một khi thất bại sẽ là một tổn thất rất lớn đối với hai phụ tử ta, ta tuyệt đối không chấp nhận thất bại đó. Tuyết thiên nhai thanh âm lạnh nhạt, chỉ là môi hơi mím chặt một chút, từ trong ánh mắt bắn ra một tia quyết tâm. Huyết y nghe thấy quyết tâm của tuyết thiên nhai chỉ biết gật đầu. Phụ thân, lúc nào người ra tay? Qua một lúc nữa, tuyết thiên nhai mỉm cười nói. Tân Vũ bây giờ đang không ngừng truyền tống từ tinh cầu này sang tinh cầu khác, trong lúc không ngừng truyền tống như thế muốn giết hắn rất khó vì thế ta muốn đợi đến khi hắn dừng lại nghỉ ngơi ở mùa nào đó sẽ lập tức ra tay được rồi huyết y con quay về chăm chỉ tu luyện trong thời gian ta đi vắng nếu con có chuyện gì thì cứ đi tìm sư thúc của con tuyết thiên nhai giao phó vâng phụ thân huyết y gật đầu tuyết thiên nhai khẽ mỉm cười sau đó lại từ từ bước đi trên đường dưới mưa trong đại bản doanh của ngọc kiếm tông ở hồng diệp tinh Ngân huyền tinh hệ, lam loan tinh vực Trong một phòng khách của Ngọc Kiếm Tông Ba người ngồi khoanh chân Một trong ba người này là Tông chủ Ngọc Kiếm Tông Ngọc Thanh Tử Còn hai người còn lại Một người là thất cấp tiên đế thành huyết kiếm tiên Tri Bạch Còn người cuối cùng đang ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng khách Toàn thân mặc đồ tím là Vũ Hoàng Ngọc Thanh Tử Người đi ra trước đi Tri Bạch cười nói với Ngọc Thanh Tử ở một bên Vâng, bệ hạ Thu hạ cáo lui trước Ngọc Thanh Tử cúi rạp người chào Vũ SSU đó đi ra khỏi phòng khách. Ngọc Thanh Tử đi ra khỏi phòng khách, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Bệ hạ lại tự thân đến đây, liền đó Chi Bạch Tiên Đế cũng đến, xem ra đã có chuyện lớn quan trọng phát sinh rồi. Ngọc Thanh Tử chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng nhất trong Tam thập lục quân dưới quyền Vũ Hoàng. Còn Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch lại là người mạnh nhất trong Thập bát đế dưới quyền Vũ Hoàng, Vũ Hoàng và Chi Bạch đồng thời xuất hiện ở đây, sự tình trọng yếu đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Trong phòng khách Bệ hạ, lần này người tự thân ra tay một mình có được không? Hay là thần và bệ hạ cùng ra tay, phòng ngự thân thể Tần Vũ rất quái dị, muốn giết ngay tại chỗ cũng có chút khó khăn. Tri Bạch Tiên đến đến bây giờ vẫn không biết người chúng hai đạo kiếm mang của hắn trên lam hỏa tinh là kiếm tiên khôi lỗi, hắn vẫn một mực cho rằng đó là bản thân Tần Vũ. Không cần, cho dù có hai bộ thần khí chiến y, ta cũng chắc chắn giết được hắn. Vũ Hoàng bình thản nói. Trong đáy lòng Tri Bạch chấn động vũ hoàng đáo để lợi hại đến mức nào trong đáy lòng chi bạch không nắm rõ nhưng vũ hoàng có thể thành một trong ba thủ lĩnh của tiên giới khẳng định có vài lợi hại vậy thần yên tĩnh ở hồng diệp tinh chờ tin tốt của bệ hạ vậy chi bạch cười nói chi bạch người yên tâm chỉ cần lần này ta lấy được vạn thú phổ mở tầng ba của vạn thú phổ thế lực tuyệt đối một bước vượt lên trên hai phe kia thành đệ nhất thế lực tuyệt đối tại tiên giới hơn nữa lấy được mây thần đồ quyền thì không chỉ có ta mà cả ngươi cũng có lợi Phú Hoàng cười nói. Tin rằng lúc độ thần kiếp sau này cũng được giúp đỡ. Chi Bạch nghĩ đến mê thần đồ quyền trên mặt cũng lộ ra một tia thèm khác. Người sở hữu mê thần đồ quyền từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình nghịch ương tiên đế. Năm xưa nghịch ương tiên đế cũng chỉ là một tiên đế phổ thông. Nhưng sau khi có được mê thần đồ quyền thì mọi sự đổi khác. Không chỉ thực lực đột ngột tăng mạnh mà còn sở hữu những thần khí lợi hại. Sau đó một bước trở thành người có quyền thế nhất tiên giới. Đến mấy người vũ hoàng, huyền đế cũng không thể không thừa nhận có chút không bằng với nghịch ương tiên đế. Mê thần đồ quyền được xưng là báu vật đệ nhất của tiên ma yêu giới, sự chân quý căn bản không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc nào bệ hạ ra tay? Chi Bạch hỏi. Vũ Hoàng mỉm cười nói. Bây giờ tần vũ mới đến biên giới Lam Loan tinh vực. Ta đã ra lệnh cho tạm thời ngừng truyền tống ở tinh tế truyền tống trận tại Lam Tuyết tinh cầu nơi biên giới đó. Tuyên truyền ra ngoài là phải duy tu một ngày. Khi đến đó chắc là tần vũ phải ngừng lại nghỉ ngơi một thời gian. Chiều này của bệ hạ thật cao minh trên mặt chi bạch có nét tiếu dung. Kế hoạch của Vũ Hoàng vô cùng hay. Trong vũ trụ không gian, giữa hai tinh cầu bình thường nguy hiểm không cao, nhưng cự ly giữa hai tinh hệ xa hơn nhiều, nguy hiểm cũng cao hơn nhiều, còn giữa hai tinh vực, cự ly vô cùng lớn, thậm chí còn có sự tồn tại của một loại năng lượng khủng bố là vũ trụ toái kim lưu. Hơn nữa, nếu dựa vào đại nazi, cự ly giữa hai tinh vực xa như thế, không biết phải đại nazi bao nhiêu lần, còn không chừng có khi lại gặp các loại dòng chảy hỗn loạn trong vũ trụ. Vì thế Vũ Hoàng tin rằng Tần Vũ hơn 90% là sẽ ở lại Lam Tuyết Tinh Cầu nghỉ ngơi một ngày. Lam Tuyết Tinh Cầu ở tại biên giới Lam Loan Tinh Vực. Lam Tuyết Tinh Cầu này là tinh cầu nơi biên giới của Lam Loan Tinh Vực nên lưu lượng khách vô cùng lớn, thậm chí vượt quá cả đế tinh. Thể tích của cả tinh cầu cũng như thế, vô cùng lớn, ngang với các tinh cầu siêu cấp như ẩn đế tinh, Lam Hỏa Tinh. Nơi đặt tinh tế truyền tống trận tại Lam Tuyết Tinh Xin lỗi, hai tòa tinh tế truyền tống trận để đi lại trong tiên giới của lam tuyết tinh ta hôm nay cần phải tiến hành duy tu nếu muốn đi qua tinh tế truyền tống trận xin mời ngày mai quay lại một kim tiên quản lý nơi tinh tế truyền tống trận khẽ cùng kính nói thật là trùng hợp quá à tần vũ bất lực nhìn hai tòa tinh tế truyền tống trận to lớn đằng xa đúng là đang có năm sáu kim tiên cẩn thận tiến hành duy tu hai tòa truyền tống trận này có thể chuyển người từ lam loan tinh vực tới tiên giới công năng lớn như thế nên các loại tinh thạch được bố trí, trận thế các thứ cũng phức tạp đến cực điểm. Cứ qua một, hai năm lại duy tu một lần, hôm nay lại đúng là ngày duy tu. Thôi được, đến tiên giới cũng không cần gấp trong một, hai ngày, ta còn chưa có bản lĩnh để dùng đại na di đi xuyên qua biên giới của hai đại tinh vực. Tần Vũ xoay người rời khỏi nơi đặt truyền tống trận, trực tiếp bay về phía tòa thành trì lớn nhất làm tuyết tinh. Dĩ nhiên tạm thời không đi được thì đi loanh quanh ngắm tinh cầu nơi biên giới này cũng tốt. Trong ngọc kiếm tông ở Hồng Diệp Tinh, tốt rồi Tân vũ đã đến lam tuyết tinh hắn đã vào thành trì ở lam tuyết tinh dạo chơi đúng như ta dự liệu trên mặt vũ hoàng tràn đầy sung sướng mọi sự đều đúng như trong tính toán của ông vừa nói xong vũ hoàng đã đứng lên đồng thời từ bào trên thân biến thành trường bào lam sắc đến thân hình sáng vẻ cũng biến đổi trong nháy mắt vũ hoàng vốn làm người ta dễ dàng nảy sinh hào cảm biến thành một tráng hán lãnh khốc mặc lam y hai con người giống như lôi điện đến hãi nhân Sáng vẻ như thế này cực khó để người ta tưởng tượng được đây là Vũ Hoàng. Bệ hạ, người đi giết Tần Vũ, biến ảo dung mạo làm gì, còn sợ Tần Vũ nhận ra? Tri Bạch nhìn cảnh trước mặt liền nghi hoặc. Vũ Hoàng lắc đầu cười nói: "Tri Bạch, điều này ngươi không hiểu rồi, Tần Vũ tuy chỉ là một nhân vật phổ thông, nhưng sau lưng hắn có rất nhiều người đó." "Ồ." Tri Bạch khẽ run. "Người gần đây nhất có giao tình vô cùng tốt với Tần Vũ là Ngao vô danh của Long tộc." Ngao vô danh tương lai chính là Long Hoàng, cho dù hiện tại thì luận thực lực, địa vị Ngao vô danh cũng không kém hơn ta. Vũ Hoàng khẳng định, Chi Bạch gật đầu, hắn và huyết y lãnh liên thủ chiến đấu với Ngao vô danh mà còn kém xa, có thể tưởng tượng được thực lực của Ngao vô danh. Sau lưng tần vũ ngoại trừ Ngao vô danh còn có mấy người nữa có quan hệ rất tốt, chẳng hạn như Khương Nhiên, nếu bị Khương Nhiên biết được ta giết tần vũ, với sự sủng ái của Ngân Hoa Mỗ Mỗ đối với Khương Nhiên, nói không chừng ngân hoa mỗ mỗ có thể trở mặt đối địch với chúng ta trên mặt vũ hoàng có chút bất lực ngân hoa mỗ mỗ siêu cấp biến thái cao thủ này trước đây hắn chưa từng nghe qua mà chỉ mới biết gần đây vũ hoàng vô cùng rõ sự thua kém phi thường của bản thân đối với ngân hoa mỗ mỗ hắn thậm chí còn hoài nghi ngân hoa mỗ mỗ phải là người đã độ qua thần kiếp là siêu cấp cao thủ sắp phi thăng thần giới trừ ngao vô danh với lại có khả năng là ngân hoa mỗ mỗ còn có sư môn của tần vũ trên mặt Vũ Hoàng đầy mê hoặc, Chi Bạch không khỏi gật đầu. Đúng, trên mặt Chi Bạch cũng đầy nghi hoặc. Sư môn của gã Tần Vũ này rất quỷ dị, thực lực siêu quá kim tiên lại dễ dàng xuất hiện tại phàm nhân giới, còn có một gã Lan Thúc trong truyền thuyết, cũng không biết tin tức Hoa Nhan tiểu tử truyền về là đúng hay sai, đáng tiếc hắn hiện tại đã chết rồi. Căn cứ vào tin tức Hoa Nhan truyền về, Vũ Hoàng và Chi Bạch vô cùng nghi hoặc về sư môn của Tần Vũ. Tần Vũ, Lan Phong, Lan Thúc mấy người mới lộ ra của môn phái thần bí này thực lực của tần vũ không tính là mạnh lan phong tối thiểu là cao thủ cấp kim tiên còn lan thúc phải mạnh hơn mấy người này làm sao lại có thể đến phàm nhân giới được vô luận là người ở ngoài sáng hay sư môn sau lưng tần vũ ta cũng đều không muốn gặp rắc rối người cũng biết tần vũ phòng ngự tốt muốn giết cũng có chút rắc rối nên không muốn trước khi tần vũ trước khi chết đem chuyện ta giết hắn chuyển đi vũ hoàng khẽ mỉm cười vậy thuộc hạ ở đây yên tĩnh chờ tin tốt lành của bệ hạ Chi Bạch chắp tay. Vũ Hoàng gật đầu sau đó biến mất trong phòng khách. Không chỉ Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai vốn một mực sai người giám sát Tần Vũ cũng nhận được tin Tần Vũ ở lại Lam Tuyết Tinh đã lập tức lên đường tới Lam Tuyết Tinh. Trên đường ở Lam Tuyết Tinh, Tần Vũ đang nhẹ nhàng vô ưu đi trên đường. Con đường này lót bằng nham thạch khắc sắc hình vuông, chiều ngang đường do sáu khối nham thạch hình vuông đều nhau lót nên. Nham thạch hình vuông này có cạnh gần 4 mét, nham thạch hình vuông lớn như thế này, sáu khối được lót xuống con đường này đúng là rất chỉnh tề. Tân Vũ đi rất thư thả. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Làm tuyết tinh này có bố cục thật nghiêm cẩn. Hai bên đường không hề có mấy quẩy hàng rong, Toạt là những cửa hiệu. Xem ra vô cùng đối xứng và có quy luật. Tân Vũ nhìn bốn phía, bình phẩm trong lòng. Thân là tinh cầu trung chuyển nơi biên giới, người ở Lam Tuyết Tinh nhiều vô cùng, cũng phồn hoa phi thường, trên đường cứ hai ba người một nhóm, nơi nào cũng thấy cao thủ của các giới. Kim Tiên, Ma Vương nơi nào cũng thấy, đến huyền Tiên cũng đã phát hiện một người. Tiên thức mẫn cảm của Tần Vũ chú ý đến thực lực của người xung quanh, đột nhiên thân thể Tần Vũ khẽ chấn động. Hắn nhìn thấy một người, hồng y thiếu niên, tóc đen dài đến hông, toàn thân rất lạnh lẽo. Thực lực còn mạnh hơn huyết ma huyết y lãnh. Trong lòng Tần Vũ hơi run. Bát cấp ma đế cao thủ cấp này ở ma giới cũng chỉ có mấy người, hắn là ai? Hồng y thiếu niên đó tựa hồ như không nhìn thấy Tần Vũ, nhưng hắn lại không ngừng tiến lên phía trước, bởi vì hắn và Tần Vũ đi ngược chiều nhau nên cự ly giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Lực chú ý của Tần Vũ được tăng lên cực hạn, lúc nào cũng có thể phản kích. Tuy mục quang không nhìn về phía hồng y thiếu niên đó, nhưng tiến thức của Tần Vũ lại phát tán ra, mọi việc đều nằm trong quan sát của hắn, đối diện với bát cấp ma đế, Tần Vũ không dám lời lòng chút nào hắn là ai hắc ma đế tu la ma đế hay là gã tuyết thiên nhai tần vũ nhất thời vô pháp phán đoán được người trước mặt là ai tuy hắn miễn cưỡng dùng tiên thức mẫn cảm phát hiện thực lực của đối phương mạnh hơn huyết y lãnh nhưng vô pháp phát hiện năng lượng mà đối phương thu liễm trong thể nội lúc này còn cự ly mười khối nham thạch hình vuông nữa hai người sẽ gặp nhau nhưng trong khi cự ly không ngừng thu hẹp mục quang lạnh băng của hồng y thiếu niên chỉ nhìn phía trước không hề lý đến tần vũ đằng trước bộ pháp không nhanh không chậm tu la ma đế hắc ma đế từ trước tới nay ta chưa gặp qua bọn họ cũng chưa bao giờ gặp ta chắc chắn không gây bất lợi cho ta tần vũ suy nghĩ trong lòng a à, không lẽ huyết y nói với tuyết thiên nhai ta có thần kiếm còn có hai kiện thần khí chiến nhi tuyết thiên nhai có ý niệm giết người đoạt báu vật tần vũ thầm đoán tần vũ liền phán đoán ra điều này rất có khả năng hai thanh thần kiếm hai kiện thần khí chiến y đủ để làm một bát cấp ma đến nổi lòng tham ta cũng chỉ có một kiện thần khí chiến y mà thôi. Gã huyết y thấy kiếm tiên khôi lỗi phòng ngự mạnh mẽ mới nhận định là phân thân của mình cũng có thần khí chiến y. Ta có điểm oan ức, xem ra sự tình không hay rồi. Ngoài mặt tần vũ vẫn đi không gấp không chậm, hắn vẫn chưa chạy trốn ngay. Vì đối phương có ác ý hay không còn khó nói lắm. Chỉ là bắt cấp ma để theo nhận định của tần vũ có chút uy hiếp đến an toàn của bản thân. Lúc trước khí kình của một lục cấp ma để chuyển vào thể nội thiếu chút nữa hắc động đã chịu không nổi, tuy thực lực bản thân tăng cường rồi nhưng đối phương là bắt cấp ma đế trong lòng tần vũ đoán ngược đoán xuôi đáy lòng tuyết thiên nhai cũng giống vậy có chút kích động dù tu dưỡng có tốt hơn khi đối diện với thần khí chiến y hắc ngưng tuyết vạn thú phổ với lại quan trọng nhất là mê thần đồ quyền đều không giữ được tâm lý bình tĩnh tần vũ cho đến chết chắc ngươi cũng không biết ai giết mình vẫn còn nhàn rỗi dạo chơi trên đường tuyết thiên nhai cười lạnh trong đầu hắn đã sớm dùng ma thức cẩn thận quan sát toàn bộ xung quanh dù mắt không nhìn tần vũ nhưng nhãn thần động tác của tần vũ hắn đều nhìn rõ tuyết thiên nhai đến bây giờ vẫn nhận định là tần vũ không nhận ra hắn tuyết thiên nhai không sai vì muốn phát hiện đối phương tối thiểu linh hồn cảnh giới phải cao hơn đối phương linh hồn cảnh giới của tần vũ còn thua hắn cả một đoạn dài đáng tiếc lưu tinh lệ giúp linh hồn của tần vũ kết hợp chặt chẽ hơn với thiên địa cũng linh mẫn hơn nhiều dù là bát cấp ma đế tần vũ cũng có thể mơ hồ cảm ứng được cự ly giữa hai người lại rút ngắn xuống chỉ còn sáu khối nham thạch hình vuông tuyết thiên nhai vẫn chưa xuất thủ lúc này vẫn chưa phải là cự ly tuyệt hảo để hắn xuất sát chiêu cự ly sát chiêu của hắn bạo phát uy lực mạnh nhất là trên dưới 10 mét năm khối nham thạch hình vuông bốn khối nham thạch hình vuông cự ly giữa hai người ngắn lại năng lượng toàn thân tuyết thiên nhai bắt đầu dồn lại dĩ nhiên đạt đến điểm ngưng kết chờ bạo phát chỉ cần đến vị trí tốt nhất hắn tin rằng có thể một chiêu giết chết tần vũ một chiều mạnh nhất, quy lực lớn nhất. Tần Vũ cảm thấy một loại áp bức, sự áp bức đó hoàn toàn tràn khắp đầu óc Tần Vũ, sau lưng hâm hấp mồ hôi. Chỉ là mồ hôi chưa có thấm ướt y phục đã bị Tần Vũ dùng công lực là bay hơi. Khẩn trương. Lúc hai người tiến lại gần nhau đầu óc Tần Vũ càng khẩn trương. Hồng Phát thiếu niên lạnh băng đột ngột quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, mù quang phảng phất như tên bén bắn xuyên tim của Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ thắt lại. Không hay. Hắn quả thật muốn giết ta con người tần vũ co lại cuối cùng ánh mắt đột ngột đó làm tần vũ vô cùng khẳng định bắt cấp ma đế thần bí này tới đây là để giết mình bông 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 đột nhiên một trận âm thanh chân bước quái dị vang lên trên đường tiếng bước chân đó làm người trên cả con đường không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn đến cả tuyết thiên nhai đã đạt tới trạng thái công kích tốt nhất cũng bị ảnh hưởng linh hồn tần vũ dung nhập lưu tinh lệ nên không bị ảnh hưởng mấy Tiên thức của hắn tự nhiên như không quan sát nơi thanh âm truyền tới ở sau lưng. Chỉ thấy một lam y trắng hán từng bước đi tới, chân đạp lên đường phát ra từng tiếng bước chân không giống nhau. Người này chính là Vũ Hoàng. Không tưởng được lại bị Tuyết Thiên Nhai đi trước một bước. Lúc Vũ Hoàng vừa đuổi theo Tần Vũ tới nơi này của Lam Tuyết Tinh liền phát hiện người có thực lực không phân cao thấp với ông, đồng thời cũng cảm ứng được khí tức đặc thù của đối phương, khí tức của người tu luyện Huyết Ma Ma Đạo. Bát cấp Ma Đế, người tu luyện Huyết Ma Ma Đạo trừ huyết ma để tuyết thiên nhai thì còn ai nữa là ông ư tuyết thiên nhai nhìn về phía vũ hoàng dùng ma thức truyền âm nói vũ hoàng thiên lại âm thuật của huynh càng ngày càng lợi hại tiếng bước chân đó vang lên trong lúc khí thế của ta đạt đến đỉnh điểm làm ta vô pháp thi triển một chiêu hoàn mỹ này tuyết thiên nhai truyền âm nói hiển nhiên không muốn để tần vũ biết làm y tráng hán là vũ hoàng tuyết thiên nhai tốc độ của ông cũng nhanh thật đó mới đó đã đến đây rồi vũ hoàng cũng truyền âm nói vũ hoàng và tuyết thiên nhai đều có giao ước đều biết rõ thân phận của đối phương rất hiển nhiên đều âm thầm cảnh cáo đối phương không được tiết lộ thân phận của ta nếu không thân phận của mọi người đều bị tần vũ biết vũ hoàng tuyết thiên nhai đều biết sau lưng tần vũ có một đám người lợi hại bọn họ không muốn gặp rắc rối vì thế đều không hẹn mà cùng biến đổi dung mạo ẩn tàng thân phận lại một cao thủ một tiên nhân lợi hại hơn cả thanh huyết kiếm tiên chắc chắn phải là bát cấp tiên đế trong lòng tần vũ phát khổ nhưng toàn thân không dám động đậy vũ hoàng tuyết thiên nhai một trước một sau hoàn toàn bao vây tần vũ đồng thời hai người đều chuẩn bị kỹ càng lúc nào cũng có thể xuất một kích mạnh nhất tần vũ lo nếu mình động đậy hai đại cao thủ này sẽ liên thủ công kích mình dù lực phòng ngự của mình mạnh nhưng đối diện với sự liên thủ công kích của hai đại siêu cấp cao thủ đáy lòng tần vũ cũng run sợ chán tần vũ bắt đầu lấm tấm mồ hôi đến lúc này tần vũ cũng không ngụy trang nữa vì từ khi vũ hoàng thi triển thiên lại âm thuật tuyết thiên nhai cũng không còn ẩn tàng ý định nữa vũ hoàng tuyết thiên nhai đối nhau vây khốn tần vũ ở giữa hai người đều không nắm chắc có thể đẩy lùi đối phương giết chết tần vũ còn từng tu luyện giả trên đường đều cảm thấy áp bức khủng bố bắt đầu nhanh chóng chạy trốn cạnh tranh công bằng vũ hoàng truyền âm nói ai cướp được là của người đó tuyết thiên nhai truyền âm nói nguồn http chu phu vn mục quang hai người đối nhau bọn họ đều không nhìn tần vũ nhưng tần vũ không dám động đậy bang bang toàn thân vũ hoàng và tuyết thiên nhai mạnh mẽ bạo phát năng lượng khủng bố một là tử sắc một là huyết hồng sắc hai đạo năng lượng này lấy bọn họ làm trung tâm điên cuồng tràn ra bốn phương tám hướng năng lượng qua nơi nào thì đường nơi đó tan nát vô số kiến trúc hóa thành đá vụn vô số tu luyện xả ở đằng xa toàn bộ nhục thể nổ tung nguyên anh cũng nổ tung diện tích gần vạn mét trong vạn mét đó là một mảnh đất tử vong im lặng còn bên ngoài vạn mét đến một tu chân giả phổ thông cũng không bị tổn thương, hiển nhiên Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai khống chế năng lượng vô cùng thuần thục. Diện tích vạn mét là đủ cho hai người triển khai thân thủ rồi. Hai tên biến thái còn mạnh hơn huyết y lãnh chi bạch nhiều. Tần Vũ ở trung ương khổ sở không nói được gì, năng lượng vừa rồi ảnh hưởng tới hắn không nhiều. Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai cũng biết Tần Vũ không chết đơn giản như thế. Các ngươi là ai? Thân thể Tần Vũ quay qua quay lại, nhìn Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai ở hai bên, lên tiếng nói: đến lúc này hắn không thể tiếp tục giả vờ không phát hiện đối phương nữa lam y tráng hán hồng phát thiếu niên căn bản không xem tần vũ vào đâu hừ các ngươi ở đây chừng mắt nhìn nhau ta thì không có thời gian dây dưa với các ngươi tần vũ nói to sau đó thân hình trực tiếp nhất động bắn lên không tần vũ nói thì hai người này vẫn không nhìn tần vũ lấy một cái nhưng lúc tần vũ động thì hai người đều ra tay hưu một thanh huyền băng đoàn kiếm đột ngột từ trong tay hồng phát thiếu niên bán về phía tần vũ đang phi hàng chém tới, Huyền Băng Đoàn kiếm từ màu trắng lóng lánh chuyển thành huyết hồng sắc. Bang! Một cây chùy cự đại đập xuống đầu Tần Vũ. Tuy nhiên, Tần Vũ lúc đang bắn lên trời lập tức chuyển phương hướng bay vào lòng đất. Tần Vũ căn bản không nghĩ mình có thể trốn chạy đơn giản như thế, nên hắn mới làm thế này. Đoàn kiếm đã biến thành huyết hồng sắc và cây chùy cự đại đập mạnh vào nhau. "Muốn chạy?" Trên mặt Lam Y Tráng Hán có chút xem thường. "Tần Vũ, dưới tay Lôi Truy Tiên Đế ta không ai có thể trốn được." thanh âm của lam y tráng hán vang lên khắp lam tuyết tinh lôi truy cái mạng nhỏ của tần vũ là thuộc về băng kiểm ma đế ta không ai có thể cướp đoạt một đạo âm thanh băng lãnh khác cũng vang lên thanh âm còn đang vang vọng giữa thiên địa hai người vừa nói đã biến mất tần vũ mới chui vào lòng đất thực tế hai người đã đuổi theo tận sâu dưới đáy lam tuyết tinh trong dung nham nóng bỏng vô tận tần vũ lại bị hai người này bao vây lần nữa hai vị lôi truy tiên đế phải không băng kiểm tiên đế phải không tần vũ đành phải dừng lại không chạy trốn nữa ta hình như không có oán cửu gì với các vị mà vũ hoàng tuyết thiên nhai lúc này không muốn nói nhiều vừa rồi chỉ là ngụy trang thân phận mà thôi lúc này trong lòng tần vũ cũng bất lực hai cao thủ tự xưng lôi truy tiên đế băng kiểm ma đế đã sớm triển khai vực của hai người tuy nhìn không gian thì hoàn toàn ổn định nhưng tần vũ biết mình mà thuấn di tuyệt đối là chết trốn vào thanh vũ tiên phủ đến huyết đi lãnh cũng có thể phát hiện thanh vũ tiên phủ thậm chí chỉ mất chút thời gian đã có thể công phá thanh vũ tiên phủ đừng nói là hai người còn mạnh hơn cả huyết đi lãnh như thế này trốn vào trong khương lan giới trong lòng tần vũ thầm tính toán vì đây là chiêu tối hậu của hắn tần vũ lao vật thể do khương lan giới biến thành bị hai đại cao thủ này tìm ra và công phá một khi tìm ra và công phá bọn vũ hoàng dù không thể phá hủy khương lan giới bắt tần vũ ra cũng có khả năng đem khương lan giới nhốt trong một đại trận cho dù tần vũ đi ra cũng không trốn được vì thế khi chưa đến lúc tối hậu tần vũ còn chưa muốn trốn vào khương lan giới tiên hạ thủ vi cường vũ hoàng vừa chặn được tần vũ lập tức ra tay bang một cây đại trùy lấp lóe lôi quang đột ngột xuất hiện bên thân tần vũ hung ác đập vào tần vũ nhanh chóng né tránh còn tuyết thiên nhai nhìn thấy cảnh này cũng gấp rút mẹ nó liều vậy tần vũ nghiến răng cây đại trùy lấp lóe lôi quang mang theo lực lượng vô tận hung ác đập lên người tần vũ chỉ nghe một tiếng ca sát ngược tần vũ liền bị đánh lõm vào phốc máu tươi phun ra tần vũ toàn thân vô lực ngã sang một bên mắt vũ hoàng sáng lên phòng ngự có mạnh hơn mà gặp phải lực công kích thuần hậu như thế nguyên anh trong thể nội ngươi khẳng định cũng bị chấn đãng kịch liệt mà trọng thương đối diện lực công kích thuần hậu cho dù thần khí chiến y phòng ngự cũng có không ít lực truyền vào trong thể nội sau đó vũ hoàng khẩn trương ra tay tiếp sấn tới muốn giết hắn nằm mơ tuyết thiên nhai lại để cho vũ hoàng giết tần vũ đoạt bảo vật mê thần đồ quyền đó vì mê thần đồ quyền tuyết thiên nhai cũng cam tâm bạo phát lực chiến đấu mạnh nhất giết chết vũ hoàng không e ngại làm tuyết tinh hoàn toàn bình tĩnh đột nhiên bang mặt đất vỡ nát một đạo quang mang hồng sắc to lớn phát ra từ mặt đất sau đó từng đạo quang mang phát ra từ mặt đất toàn thể hỗn loạn không chỉ quang mang hồng sắc như huyết tinh còn có lam sắc điện mang vô tận hồng sắc quang mang và lam sắc quang mang hóa thành từng con rồng uốn lượn quấn lấy lam tuyết tinh trong chớp mắt một phần tư mặt đất của lam tuyết tinh bị phá hủy không chỉ bề mặt kể cả bên trong cũng bị phá hủy thậm chí còn có dung nham bắn lên một cảnh hủy diệt vô số tu luyện giả nhìn thấy cảnh này trong đầu phát run đáo để ai đang đánh nhau trong lòng đất một tu luyện giả sắc mặt kinh khủng đánh nhan như thế này một khi đến chỗ bọn họ thì chết chắc nhưng trong lòng đất lúc này vũ hoàng Tuyết Thiên Nhai nhận định Tần Vũ bị trọng thương, rồi liền không quan tâm đến chuyện đoạt Tần Vũ trước mà quay sang đối chiến. Mị lực của Vạn Thú Phổ, Mê Thần Đồ Quyền làm hai đại cao thủ này đem tất cả những tuyệt chiêu ẩn giấu thi triển ra hết. Không gian méo mó, trong không gian chiến đấu méo mó, Dung Nham thậm chí bị điện ly thành hơi xương, sau đó lại đông kết thành khối băng. Các loại năng lượng hỗn loạn không ngừng chấn động. Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai điên cuồng đánh nhau, bọn họ đều muốn có Mê Thần Đồ Quyền vì mê thần đồ quyển hai người mang hết chiều ẩn giấu sử dụng ra, năng lượng điên cuồng hung bạo. Nhưng lúc chiến đấu hai người vẫn cùng chú ý tới Tần Vũ, bọn họ có lòng tin rằng Tần Vũ không thể trốn chạy trước mắt mình. Một chùy này thật là lợi hại, may là không đập vào bụng. Tần Vũ, tại không gian méo mó, một chùy vừa rồi tuy lợi hại, nhưng sinh mệnh nguyên lực của Tần Vũ chữa chạy cũng nhanh. Tiến thức ma thức của hai người đều chú ý ta, năng lượng cuồng bạo như thế này không thể tránh được, không muốn chết, thì chỉ có thể sử dụng chiêu tối hậu thôi. Cuối cùng Tần Vũ quyết định. Đúng lúc Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai công kích nhau làm tán phát một đạo năng lượng cuồng bạo lan đến chỗ Tần Vũ, Tần Vũ liền bị đạo năng lượng này trùm lên biến mất. Đúng, đạo năng lượng này trùm lên thân liền làm Tần Vũ biến mất. Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai không hẹn mà cũng đình chỉ chiến đấu, tiên thức, ma thức của bọn họ điên cuồng phóng ra phủ cả Lam Tuyết Tinh, thậm chí bao phủ cả các tinh cầu chung quanh Lam Tuyết Tinh. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim truy cập kênh youtube Di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé sao lại biến mất rồi sắc mặt vũ hoàng biến đổi đúng rồi thanh vũ tiên phủ trong lòng tuyết thiên nhai rung động hắn có thanh vũ tiên phủ khẳng định là thanh vũ tiên phủ biến đổi thành đồ vật gì đó giấu đi rồi chỉ thấy tuyết thiên nhai trường phát phất phơ một quang lấp lóe nhìn từng thốn chung quanh ba thức cũng cẩn thận lướt qua mỗi dạng vật chất còn năng lượng cuồng bạo dung nham không lại gần vũ hoàng tuyết thiên nhai chút nào vũ hoàng và tuyết thiên nhai cùng nghĩ tần vũ trốn trong thanh vũ tiên phủ trong tình huống vừa rồi căn bản không thể dùng phương pháp thuấn di đại na di trốn đi sâu dưới lòng đất của lam tuyết tinh vũ hoàng tuyết thiên nhai đứng tại trung ương dung nham dung nham gầm thét tối đa đến cách bọn họ một thốn tùy phục cho đến trường phát phất phơ dung nham đều không lại gần được hai người đứng bất động ma thức tiền thức cẩn thận tra xét từng nơi từng ngọn núi từng hạt cát mỗi hạt bụi, thậm chí cả từng giọt hơi sương. Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai rất bình tĩnh. bọn họ không tin một người chưa đạt đến cấp bậc đế có thể trốn chạy. bọn họ cẩn thận tra xét, trong lòng rất tin tưởng có thể bắt giữ Tần Vũ. Tuy nhiên, nửa ngày sau, trên mặt Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai có chút lo lắng. Một ngày sau, không có. sắc mặt Vũ Hoàng tràn đầy khó tin. Đồng thời, ông nhìn về phía Tuyết Thiên Nhai ở bên cạnh. Tuyết Thiên Nhai, người có phát hiện được gì không? tuyết thiên nhai xoay người nhìn vũ hoàng không phát hiện phong vũ lần này nếu không phải do ngươi tới đảo loạn ta đã giết tần vũ rồi trong lời nói của tuyết thiên nhai có một tia giận dữ mê thần đồ quyền vạn thú phổ nhìn thấy đã trong tay nhưng vì đối phương nên hán không thành công vũ hoàng hừ lạnh một tiếng ông đã sớm phái người giám thị tần vũ từ lúc tần vũ xuất hiện tại phong nguyệt tinh trong các thủ lĩnh của tiên ma yêu giới ông tuyệt đối là người đầu tiên phát hiện tần vũ nếu nói trong lòng không cam tâm thì vũ hoàng là người đứng đầu tuyết thiên nhai loại bảo vật như mê thần đồ quyền vạn thú phổ không thể dễ dàng có được như thế chúng ta chỉ có đồng tâm hợp lực bắt tần vũ mới có hy vọng có được nghe vũ hoàng nói tuyết thiên nhai khẽ nhíu mày sau đó bình thản nói nhưng mà làm sao tìm được vũ hoàng cười nhạt yên tâm trong tình huống vừa rồi tần vũ vô luận ra sao cũng không thể dùng phương pháp đại na di trốn thoát hắn chỉ có một phương pháp trốn vào thanh vũ tiên phủ tuyết thiên nhai gật đầu tán đồng nhưng ảo thuật cấm chế của thanh vũ tiên phủ năm xưa lúc nghịch ương tiên đế còn sống ta cũng đã thấy qua tuy xem là huyền diệu nhưng cũng không thoát khỏi sự tra xét của ta nhưng hiện tại chúng ta không phát hiện được tuyết thiên nhai ngắt lời vũ hoàng gật đầu trịnh trọng nói đúng vậy hai người chúng ta cẩn thận tra xét mà không phát hiện vậy chỉ có một khả năng nghịch ương tiên đế sau này đã tiến hành cải tiến ảo thuật cấm chế cũng chỉ có lý do này thôi tuyết thiên nhai tán đồng vũ hoàng và tuyết thiên nhai làm sao có thể tưởng tượng được tần vũ có một không gian thần khí đến người còn có thể tiến nhập vì loại thần khí đó dù là vũ hoàng cũng chưa từng nghe hoặc thấy qua bọn họ căn bản không tin tần vũ lại có loại thần khí phi thường đó cho dù ảo thuật cấm chế được cải tiến nhất thời chúng ta khó phát hiện ra nhưng có một điểm tuyệt đối không sai tần vũ khẳng định còn ở đâu đây cách chúng ta không xa vũ hoàng đoán hai mắt tuyết thiên nhai sáng lên cơ hồ cùng lúc vũ hoàng và tuyết thiên nhai đều phóng vực của mỗi người trong diện tích dung nham vài trăm dặm, khoáng thạch đều chấn động, dĩ nhiên là toàn bộ nằm trong vực của hai đại cao thủ. Ông, toàn bộ các hạt dung nham cực nhỏ bị chấn thành hư vô, khoáng thạch cứng hơn cũng bị chấn vỡ thành hư vô. Nếu trong đó có vật thể do Thanh Vũ Tiên phủ biến thành tuyệt đối không bị chấn vỡ, không chỉ mỗi tra xét, mà còn dùng biện pháp loại trừ, thoáng chốc diện tích vài trăm dặm cơ hồ toàn bộ hóa thành hư vô, chỉ có một khối khoáng thạch rất nhỏ. Có một khối. Vũ Hoàng lật tay, khối khoáng thạch chưa bị chấn vỡ ngoài trăm dặm liền bán xẹt tới của ta tuyết thiên nhai cơ hồ đồng thời phát hiện khối khoáng thạch cứng rắn này ông cũng phóng ra một đạo trào hình khí kình muốn chụp lấy khối khoáng thạch đó hai cổ năng lượng đồng thời chụp lấy khoáng thạch hai bên dùng lực tranh đoạt bông khối khoáng thạch nhỏ không chịu nổi năng lượng tranh đoạt của hai bên liền nổ tung thì ra chỉ là một khối lưu nham thạch vũ hoàng cười than tuyết thiên nhai cũng cười mình một khối lưu nham thạch bọn họ lại mới nhận định là do thanh vũ tiên phủ biến thành việc mới phát sinh cho bọn họ biết đó không thể là thanh vũ tiên phủ đường đường thanh vũ tiên phủ của nghịch ương tiên để làm sao bị như thế tuyết thiên nhai cáo từ phú hoàng chắp tay nói tuyết thiên nhai lạnh nhạt nói cáo từ hai người đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang bắn khỏi lòng đất hai người rời lòng đất nhưng không đi khỏi lam tuyết tinh vì hai người nhận định tần vũ khẳng định trốn tại nơi nào đó ở lam tuyết tinh hai đại siêu cấp cao thủ đều lưu lại lam tuyết tinh thậm chí ma thức tiền thức của bọn họ cũng bao trùm lam tuyết tinh không đình chỉ lấy một giây một khi tần vũ từ trong thanh vũ tiên phủ đi ra hai người này nhất định tra ra dung nham từ mặt đất vỡ nát phun ra thậm chí có không ít rơi vào dòng sông sau đó hóa thành nham thạch nguội lạnh khương lan giới của tần vũ cũng hóa thành một vệt dung nham theo đó rơi vào trong dòng sông trôi theo dòng nước sông khương lan giới của tần vũ biến thành một hạt cát phổ thông chìm dưới đáy sông lần trước tần vũ bị thất cấp ma đế bạch phát huyết mà huyết y lãnh phát hiện thành vũ tiên phủ chính là vì giọt không khí do tiên phủ của tần vũ biến thành không bị vỡ nát khi huyết y lãnh bạo phát năng lượng cũng không lay động vì thế mới để huyết y lãnh phát hiện sự lạ lùng nhưng lần này tần vũ để khương lan giới biến thành giống như dung nham theo dung nham phun ra rơi vào sông còn tuyết thiên nhai vũ hoàng một ngày sau mới tiến hành công kích trà xét trong diện tích vài trăm dặm lúc đó khương lan giới của tần vũ đã sớm chìm vào trong sông rồi trong tầng không gian thứ nhất của khương lan giới trên mặt đất vô tận của khương lan giới vì nguyên linh chi khi sung mãn làm cho rất nhiều cây cỏ hoa lá sinh trường sinh cơ vô tận còn tần vũ bây giờ đang đứng trên thảm cỏ trong khương lan giới nhìn không gian mênh mang của khương lan giới tần vũ hiểu rõ với tâm tính của vũ hoàng và tuyết thiên nhai tuyệt đối không rời đi đơn giản như thế Nhất định ở bên ngoài đang cẩn thận giám sát, hơn nữa, Tân Vũ cũng có thể cảm ứng được một bầy tiên thức, ma thức không ngừng lướt qua hạt cát do Khương Lan giới biến thành. Công năng biến đổi của Khương Lan giới quả thật phi thường. Dù hai người tuyết thiên nhai, Vũ Hoàng Liên Thủ cũng không phát hiện được Khương Lan giới đáo để ở nơi nào. Tiên thức, ma thức của bọn họ tra xét hạt cát do Khương Lan giới biến thành này không chỉ một lần mà vẫn xem đó là một hạt cát phổ thông. Ta thật thiếu cẩn thận. Tần Vũ cẩn thận nhớ lại hành động trong thời gian vừa rồi, không khỏi lắc đầu cười. Bát cấp tiên đế, bát cấp ma đế. Hai thủ lĩnh giám thị ở bên ngoài, nhưng Tần Vũ cũng chẳng thèm để ý. Bản thân nếu thu liễm linh hồn chi lực hoàn toàn dung nhập vào trong lưu tinh lệ, đồng thời không sử dụng năng lượng thể nội, dù là Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai cũng không phát hiện được hắn. Ta không động đến năng lượng thể nội, Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai không phát hiện ra ta nhưng ta nếu rời khương lan giới tới làm tuyết tinh có thể một mực không sử dụng năng lượng không trong đầu tần vũ có chút lo lắng nếu muốn lập tức rời khương lan giới tần vũ buộc không được sử dụng một tí năng lượng nào một khi sử dụng mấy người vũ hoàng sẽ phát hiện ra hắn cho dù ta không sử dụng một tí năng lượng nào nhưng khi tiến nhập tinh tế truyền tống trận vũ hoàng bọn họ cũng sẽ kinh ngạc phát hiện ta sử dụng tinh tế truyền tống trận để vận chuyển nhưng trong đó bọn họ lại phát hiện không có khí tức của người ta khẳng định sẽ hoài nghi Tần Vũ có thể tưởng tượng ra trạng thái đó. Tinh tế truyền tống trận tiến hành truyền tống, nhưng trong đó không có người. Loại tình huống đó căn bản không phù hợp với lẽ thường, Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai phát hiện tình huống như thế chắc sẽ trực tiếp thuấn gì đến đó. Dù mình có thể kịp truyền tống đi, có thể Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai sẽ trực tiếp ra lệnh có người của mình vây công ngăn trở Tần Vũ ở truyền tống trận bên kia sau đó nhanh chóng đuổi tới. Vì thế điều này không thực hiện được. Còn có một phương pháp, hơi phiền phức một chút trong lòng tần vũ nghĩ đến một tình huống biện pháp này là tần vũ sau khi đi ra không sử dụng một tí năng lượng nào nhưng đến một lúc nào đó đột nhiên trực tiếp thi triển đại na di đến một tinh cầu khác cho dù vũ hoàng và tuyết thiên nhai phát hiện nhưng làm sao biết tần vũ đến nơi nào chứ biện pháp này tuy hay nhưng tần vũ muốn đi yêu giới đường gần nhất phải thông qua tiên giới nếu đi từ ma giới thì phải đánh một vòng lớn từ lam loan tinh vực đến tiên giới rồi tới yêu giới lam tuyết tinh này là một trong hai đại tinh cầu chung chuyển thông tới tiên giới bản thân sau khi đi ra có thể đến tinh cầu trung chuyển kia xuất phát nhưng mình biết làm như thế mấy người vũ hso lại không nghĩ tới được có khi một trong hai người vũ hoàng hoặc tuyết thiên nha trực tiếp đợi mình ở tinh cầu trung chuyển kia làm sao giờ ờ, nếu muốn đi bây giờ thông qua tinh cầu trung chuyển đến tiên giới căn bản không thực hiện được không lẽ phải đi vòng từ ma giới trong lòng tần vũ suy tính tần vũ căn bản không nghĩ đến việc dùng đại na đi từ lam loan tinh vực đến tiên giới giữa hai tinh vực có một cự li vô cùng lớn không có tinh thể nào đoạn cự li này dài hơn cả một tinh hệ trong vũ trụ không gian này không có tinh cầu lớn mà lại có một số năng lượng nguy hiểm khủng bố trực tiếp dùng đại na di không ngừng tiến về phía trước dù là vũ hoàng tuyết thiên nhai cũng không dám làm chuyện điên rồ như thế trong ý thức tần vũ đã loại trừ điều này từ đầu hiện tại trước mắt tần vũ chỉ có hai con đường an toàn thứ nhất sau khi đi ra trực tiếp dùng đại na di đi đến một tinh cầu khác sau đó cải biển dung mạo Thu Liễm khí tức đi qua ma giới trước rồi đánh một vòng lớn đi tới yêu giới. Thứ hai, đợi, đợi Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai mất hết nhẫn nại, nhận định Tần Vũ đã sớm rời Lam Tuyết Tinh, lúc đó Tần Vũ lại xuất phát. Chọn đường nào đây? Trước hết phải giải quyết vấn đề về phương pháp công kích đã, sau đó hay xem xét chọn đường nào. Tần Vũ thấy đầu óc quay cuồng, tạm thời không xem xét dùng phương pháp nào để trốn đi nữa. Trước hết giải quyết vấn đề phương pháp công kích lúc chiến đấu. Phương pháp công kích đây chính là điểm yếu của tần vũ lúc chiến đấu với ngọc thanh tử tiềm khải tiên đế thậm chí với mấy cao thủ huyết y lãnh chi bạch mà đế huyết y tần vũ đều cảm thấy phương pháp tấn công của mình có vấn đề đặc biệt lúc tần vũ nhìn thấy ngao vô danh đại chiến với hai người huyết y lãnh chi bạch giờ nhìn thấy vu hoàng và tuyết thiên nhai giao thủ tần vũ càng nhận định phương pháp công kích của mình có vấn đề uy lực công kích của người khác lớn hơn nữa còn ẩn chứa công kích lực cực kỳ cường đại còn của mình Hình như chỉ có thể dựa dẫm vào tốc độ, vào thân thể gần như là bất tử, liều mạng dùng công đối công với đối phương. Đúng, bản thân có thần khí chiến y, có sinh mệnh nguyên lực, người khác muốn giết mình rất khó. Thần kiếm phá thiên của mình có thể giết chết một vài tiên đế nhất nhị cấp. Nhưng loại phương pháp công kích này chỉ là phương pháp công kích đơn giản lợi dụng ưu điểm của bản thân. Phương pháp công kích trong khi đánh nhau của các cao thủ phàm nhân tại tiềm long đại lục của các tu chân giả, phương pháp công kích của bản thân căn bản không phải là thủ đoạn của kim tiên cũng không phải thủ đoạn của tiên đế dựa vào cơ sở vững chắc của mình linh hồn có lưu tinh lệ củng cố thân thể gần như bất tử ngoài ra còn có thần khí chiến y phòng ngự công kích có thần kiếm phá thiên muốn thực lực có thực lực muốn vũ khí có vũ khí chỉ là công kích lực của mình tuyệt chưa hoàn toàn bạo phát ra tân vũ cảm thấy rung động tân vũ muốn sáng tạo ra một bộ phương pháp công kích của mình thích hợp với điều kiện của bản thân một loại công pháp đủ để phát huy lực công kích của mình đến cực điểm phát huy lực lớn nhất. Giả sử công kích lực bây giờ là 100, Tân Vũ muốn sáng tạo ra một phương pháp công kích thích hợp nhất có thể đem công kích lực của mình để thăng đến 1 ngàn, thậm chí cao hơn. Trong Khương Lan Giới, Tân Vũ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc sáng tạo ra công pháp cho mình. Thời gian trôi đi. Tân Vũ nhớ lại từng cảnh, đặc biệt là cảnh các đại cao thủ ra tay đánh nhau. Quan trọng nhất là hai cảnh giao thủ giữa Tuyết Thiên Nhai và Vũ Hoàng, với trận ngao vô danh giao thủ cùng Huyết Y Lãnh và Chi Bạch. Tần Vũ không ngừng nhớ lại cảnh mấy đại cao thủ này đánh nhau, nhờ vào tiên thức linh mẫn của hắn. Tuy hắn không hoàn toàn nhìn rõ từng chiêu thức trong cảnh bọn họ chiến đấu nhưng vẫn có thể nhìn được một phần. Theo đó không ngừng nghiên cứu, Tần Vũ có lúc như đứa trẻ kích động khi có được đồ chơi, có lúc thể hiện một nét cười cực kỳ thuần phát vì cảm ngộ được một cảnh giới công kích huyền diệu. Sự lĩnh ngộ của Tần Vũ về chiến đấu được đề thăng với tốc độ kinh nhân. Tần Vũ cuối cùng đã lý giải được vì sao phần lớn cao thủ muốn nhìn các tiên đế công kích nhau nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn cảm ngộ ra cảnh giới mới ở trong đó. Cảnh giới linh hồn của Tần Vũ tuy cao, nhưng không phải do hắn cảm ngộ ra, cũng không phải được đề cao từ từ theo năm tháng. Cảnh giới linh hồn của hắn là dựa vào công pháp tam hồn cửu luyện của Lưu Tinh Lệ không ngừng tu luyện mà có được, hắn kết đám thủ ấn ẩn chứa đại thần thông đó, hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Tu luyện như thế tuy cơ sở là có thật nhưng không chân chính hoàn toàn lĩnh ngộ được đến cấp độ đó. Vì thế bây giờ cảnh giới linh hồn của Tần Vũ đã đạt đến tầng 3 địa hồn, nhưng cấp độ của chiêu thức công kích còn rất thấp, tối đa cũng chỉ là cấp độ thiên tiên mà thôi. Cấp độ của chiêu thức công kích thấp, hiệu suất tự nhiên thấp. Thấy người ta giao thủ càng lúc càng nhiều, Tần Vũ tự nhiên cảm thấy phương pháp công kích của mình có vấn đề. Cảnh giới linh hồn Tần Vũ cao, Tần Vũ nhớ lại cảnh các cao thủ đánh nhau, tốc độ lĩnh ngộ so với các đại cảnh giới tự nhiên nhanh hơn nhiều. Trong lúc lĩnh ngộ, phương pháp công kích của bản thân Tần Vũ cũng từ từ thành hình cao thủ chân chính, phương pháp công kích đều thích hợp nhất với điều kiện tự thân của bọn họ. Thời gian trôi đi, Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai khổ cực giám thị bên ngoài Khương Lan giới ở Lam Tuyết Tinh. Tuy nhiên, Tần Vũ lại đang chìm đắm trong sự vui vẻ của việc chân chính lĩnh ngộ từng cấp độ cảnh giới. Trong Khương Lan giới Tần Vũ căn bản không cảm ứng được sự trôi đi của thời gian, lĩnh ngộ hết điều này đến điều khác, làm toàn thân Tần Vũ đều ở trong trạng thái hưng phấn. Trong trạng thái đó, Tần Vũ sung mãn kích động. Từng cơn khí kỳ ngò chuyển động, người tần vũ như ảo ảnh không ngừng lay động tốc độ và uy lực của mỗi cơn khí kình đều vô cùng kinh nhân đột nhiên không đúng không đúng tần vũ dừng phát lại sắc mặt tần vũ lúc này giờ khóc giờ cười lúc từ cảnh giới cảm ngộ đến hiện tại tần vũ đột nhiên phát hiện thập bát thức chỉ quyết mình sáng tạo ra trước đây cần phải bỏ đi vì chỉ quyết mới sáng tạo ra không lâu quả không thích hợp với bản thân điều này làm tần vũ có chút khó chấp nhận nhưng còn có điểm làm tần vũ hưng phấn bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di các phim, truy cập kênh youtube Di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ECAB phim viết liền không giấu nhé, bởi vì tần vũ cuối cùng đã hiểu rõ vực. Vực, tuyệt kỹ của một cao thủ đế cấp. Nếu chưa lĩnh ngộ thì thấy huyền ảo, nhưng một khi lĩnh ngộ thực tế lại rất đơn giản. Thế giới thì ra vốn là như thế này, vũ trụ, không gian vô biên có những quy tắc đặc thù, mỗi một phần năng lượng Mỗi một dạng tồn tại đều có nguyên nhân đặc biệt. Tần Vũ nhìn từng phần không gian của Khương Lan giới. Trước đây trong mắt Tần Vũ, vũ trụ, không gian chỉ là một cái vũ trụ không gian mà thôi. Nhưng trong mắt Tần Vũ bây giờ, vũ trụ không gian có những quy tắc đặc biệt, sự huyền ảo của những quy tắc đó cực cao, bây giờ Tần Vũ phát hiện được những sự tồn tại đó, còn về lĩnh ngộ, căn bản không thể nói hết bằng lời. Nhưng chỉ cần vừa phát hiện sự tồn tại của chúng, đã đủ cho Tần Vũ thi triển ra vực Thập bát thức chỉ quyết đó bây giờ ta lại thấy phức tạp rắc rối quá. Công kích chân chính chỉ cần vài loại là được, dung hợp với vực, để công kích mới là công kích của cao thủ đế cấp. Tần Vũ nhắm mắt, tiên thức cùng với năng lượng thể nội bắt đầu từ từ triển khai. Cảm ngộ vực, quan trọng nhất là trình độ kết hợp của linh hồn vào vũ trụ không gian. Tuy cảnh giới linh hồn của Tần Vũ chỉ là tầng 3 địa hồn, nhưng dựa vào sự phụ trợ của lưu tinh lệ cũng đủ để thi triển ra vực. Trong phạm vi diện tích trăm dặm, không gian vẫn bình tĩnh như trước nhưng tại nơi tăm tối tiềm tàng từng cơn hắc động chi lực hắc động chi lực của tần vũ dung nhập mọi nơi trong không gian trong phạm vi vực này tần vũ có thể trói buộc cử động của đối thủ thậm chí đột nhiên công kích đối thủ năm xưa tần vũ chiến đấu với ngọc thanh tử ngọc thanh tử liền dựa vào một chiêu này trói buộc tần vũ làm tần vũ công kích không được xuân sẻ cảm ngộ được vực lý giải của tần vũ về chiến đấu lại sâu thêm một tầng tần vũ hoàn toàn vứt bỏ thập bát thức chỉ quyết lúc trước sáng tạo ra lần này dựa trên lý giải về vũ trụ không gian sáng tạo ra phương pháp công kích thích hợp với bản thân trên một ngọn núi ở lam tuyết tinh một thân bạch y một thân tử y tuyết thiên nhai và vũ hoàng đứng trên đỉnh núi tuyết huynh đã qua năm năm rồi năm năm này hai người chúng ta một mực quan sát mọi nơi của lam tuyết tinh tuy có phát hiện một số đồ kỳ thú nhưng tung tích của tần vũ thì căn bản không phát hiện vũ hoàng cười nhẹ nói tuyết thiên nhai cũng chỉ cười nhẹ Trận chiến năm xưa tại Lam Tuyết Tinh làm quan hệ giữa hai người có chút khẩn trương, thậm chí có chút đối địch, nhưng năm năm nay hai người đều không phát hiện tần vũ, trường kỳ dùng tiên thức, mà thức bao trùm cả Lam Tuyết Tinh, hai đại cao thủ, đã cảm thấy mỏi mệt rồi. Vì đây không phải là bế quan, có thể tu luyện một hơi bao nhiêu năm, bọn họ đều cẩn thận giám thị từng giây. Bọn họ có cảm giác, sợ là bọn họ không tìm được tần vũ. Hai người đều là kẻ thất bại, đồng bệnh tương liên, làm quan hệ tốt lên không ít. Phong Vũ Huynh ta đợi không nổi nữa ai biết gã tần vũ có ở trong thanh vũ tiên phủ một hơi mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tuyết thiên nhai cười nói vũ hoàng cũng cười khổ đúng ai biết tần vũ ở trong thanh vũ tiên phủ bao lâu đây cho đến bây giờ hai người vẫn nhận định là tần vũ ở trong thanh vũ tiên phủ tuyết huynh ta có nhiều việc quan trọng cũng không thể một mực ở lại lam tuyết tinh ta sắp quay về tiên giới tại lam tuyết tinh này cũng sẽ phái một hai đế cấp cao thủ tới giám thị vũ hoàng cười nói ta cũng thế phạm vi lam tuyết tinh lớn như thế này tần vũ còn chưa đạt đến đế cấp phái một ma đế cao thủ đến cũng đủ để giám thị cả lam tuyết tinh rồi một khi hắn xuất hiện khẳng định sẽ bị phát hiện tuyết thiên nhai khẳng định đến bây giờ hai người này căn bản không biết sự linh mẫn trong tiên thức của tần vũ chỉ là ta lo bọn họ có thể không nhẫn nại để tâm giám thị liên tục vũ hoàng cảm thán đến những cao thủ như vũ hoàng tuyết thiên nhai kiên trì một hơi năm năm đã cảm thấy tâm thần mệt mỏi nếu một tam cấp tiên đế đến giám thị chắc chỉ kiên trì một năm là muốn nghỉ ngơi thật lâu tuyết thiên nhai không để ý nói bọn họ giám thị một thời gian nghỉ ngơi một chút trong mười ngày nửa tháng sau đó tiếp tục giám thị gã tần vũ chưa đạt tới đế cấp căn bản không phát hiện được sự giám thị của đế cấp cao thủ ta không tin lúc hắn đi ra lại xảo hợp đúng vào lúc không có ai giám thị đúng tần vũ chưa đạt đến đế cấp không phát hiện được sự giám thị của đế cấp cao thủ vũ hoàng cũng tán đồng đây là khả năng lớn nhất có thể bắt giữ được tần vũ mà vũ hoàng và tuyết thiên nhai nhận định đáng tiếc sự nhận định của bọn họ căn bản là sai nếu gã tần vũ đó quả thật may mắn đi ra đúng lúc người giám thị của chúng ta nghỉ ngơi vậy cũng chỉ có thể nói là vận khí của hắn tốt tốt đến mức đó chỉ có thể đại biểu là ông trời cũng giúp hắn mê thần đồ quyền và chúng ta vô duyên với nhau tuyết thiên nhai cười nhẹ nói tuyết thiên nhai nhìn về phía vũ hoàng gã tần vũ cho dù có trốn được tới tiên giới phong vũ huynh cũng còn có hy vọng rất lớn vì tại tiền giới thế lực của phong vũ huynh lớn thế mà vũ hoàng chỉ cười không nói được rồi phong vũ huynh người ta phái ra đã tới lam tuyết tinh rồi cáo tử ta cũng sắp rời lam tuyết tinh rồi cáo tử hai đại cao thủ chia tay điều bọn họ hiện tại cần làm là đem khí tức năng lượng khí tức linh hồn của tần vũ nói lại cho người bọn họ mới phái đến vì đế cấp cao thủ mới tới chưa gặp qua tần vũ nếu chưa gặp qua một người muốn nhận ra người đó chỉ có hai loại phương pháp thứ nhất là thông qua ngọc giản đem hình ảnh người đó truyền nhập vào trong ngọc giản người khác nhìn và sẽ biết được hình ảnh đây chỉ là hình ảnh mà thôi người đó biến dạng thì không phán đoán ra thứ hai là trực tiếp đem khí tức mô phỏng của người đó truyền nhập vào đầu đối phương điều vũ hoàng và tuyết thiên nhai muốn làm chính là đem khí tức mô phỏng của tần vũ trực tiếp truyền nhập vào đầu thủ hạ của mình đương nhiên loại phương pháp thứ hai này tuyệt không phải là hoàn mỹ vô khuyết vì chỉ mô phỏng khí tức đối phương tuyệt đối không có khả năng giống hệt đám ma đế tiên đế mới tới đối với khí tức của tần vũ không nhận thức được nhiều đám ma đế tiên đế mới tới cũng biết điều này bọn họ liền bắt giữ toàn bộ những người có khí tức gần giống thả bắt lầm chứ không bỏ sót một ai trong khương lan giới bình tĩnh như trước đã bao nhiêu năm nay tần vũ chủ yếu là nghiên cứu chỉ pháp vì ám tinh chi lực năm xưa hay hắc động chi lực bây giờ đều ngưng tụ đến cực điểm. Khí kình ngưng tụ như thế, thì triển uy lực mạnh nhất là chỉ pháp. Toàn thân tần vũ đứng trên mặt cỏ bất động. Thập tuyệt chỉ. Mười đạo kim sắc chỉ mang từ ngón tay tần vũ bắn ra liên tiếp. Mười đạo chỉ mang này tuyệt không phải bay ra từ một chỗ mà có chút khác biệt cực nhỏ. Nếu như người có linh hồn cảnh giới không cao căn bản không phát hiện được sự khác biệt của mười đạo chỉ mang này. Hóa là mười đạo lưu quang. Phanh thật quái dị, sau cùng 10 đạo kim sắc chỉ mang lại tụ tập tại một nơi, bắn lên mặt đất. 10 đạo chỉ mang này chủ yếu được bắn ra liên tiếp từ 6 ngón trên hai tay Tần Vũ, lúc bay ra 10 đạo chỉ mang đều là song song hoặc trùng hợp nhau. Xem ra 10 đạo chỉ mang cũng chỉ bay theo đường thẳng. Theo lý luận, 10 đạo chỉ mang tuyệt đối không thể trùng hợp tại một nơi, nhưng thật kỳ diệu, 10 đạo chỉ mang này lại trùng hợp lại. Nếu là Tần Vũ, trước khi tiềm tu lần này sẽ tuyệt đối vô pháp lý giải thậm chí sẽ nhận định là hiểu sai. Nhưng Tần Vũ bây giờ đã lý giải rồi, hơn nữa còn sáng tạo ra một đạo thập tuyệt chỉ lăng lệ. Đây là sự chênh lệch của cảnh giới. Sự lý giải của phàm nhân, của tu chân giả, của tiên nhân, thậm chí cả của cao thủ đế cấp đều bất đồng. Tần Vũ bây giờ đã hiểu rõ. Năm xưa lúc giết Ngọc Thanh Tử, hắn rõ ràng xuất chiêu trước, hơn nữa tốc độ của hắn cũng nhanh hơn Ngọc Thanh Tử. Vì sao lần nào Ngọc Thanh Tử cũng đều đỡ được công kích của mình? Vốn là có lúc con đường ngắn nhất giữa hai điểm công kích không phải là đường thẳng, ít nhất cũng không phải là đường thẳng trên một mặt phẳng. Bởi vì vũ trụ không gian lúc nào cũng lưu động, không gian không ngừng biến hóa, đường thẳng của phàm nhân đối với trình độ cao hơn lại là chậm. Đây cũng là lý do vì sao Tần Vũ cảm thấy lúc mấy cao thủ cỡ tuyết thiên nhai xuất chiều công kích rất nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Chỉ là năm xưa Tần Vũ không hiểu nguyên nhân còn hiện tại đã rõ. Bộ chỉ pháp này của Tần Vũ phân làm bốn chiêu. Chiêu thứ nhất, vạn trọng chỉ. Chiều thứ hai, thiên ảo chỉ. Chiều thứ ba, thập tuyệt chỉ. Chiều thứ tư, phá không chỉ. Chiều cuối cùng phá không là tần vũ sử dụng hắc động trong thể nội mình tạo ra, đây là chiều mạnh nhất mà bây giờ tần vũ có thể phát ra. Tần vũ đã từng nghĩ qua, lúc hắc động quay theo chiều kim đồng hồ có thể sản sinh ra lực lượng thôn vệ khủng bố đến thế. Nếu quay ngược lại thì sao? Tần vũ đã thử nghiệm một khi thử nghiệm quay ngược lại liền sản sinh ra một cổ lực lượng khủng bố phun bắn ra chỉ cần tần vũ khống chế một đạo hắc động chi lực tại một đầu hắc động tăng gia tốc quay ngược lúc cỗ hắc động chi lực này từ trong hắc động bắn ra liền đạt tới một tốc độ khủng bố sau đó đạo hắc động chi lực này thấu qua ngón tay tần vũ án chiếu theo lĩnh ngộ bây giờ để bắn ra theo phương pháp tốt nhất còn độ lớn của uy lực sau khi tạo ra tần vũ cũng ngạc nhiên kinh hãi nhưng một khi thi triển chiêu này tần vũ cũng phải chịu nhiều đau đớn vì sau khi đạo hắc động chi lực đó từ một đầu hắc động ra tốc thông qua sự xoay ngược của hắc động tốc độ vượt xa tưởng tượng của tần vũ tiếp đó lại cực tốc xuyên qua thân thể tần vũ bắn ra từ ngón tay từ đan điền đến ngón tay tần vũ căn bản không thể án chiếu theo kinh mạnh vận chuyển bởi vì tốc độ của đạo hắc động chi lực đó quá nhanh nhanh đến mức tần vũ khó có thể đem nó lưu chuyển trong kinh mạch tần vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cải biến phương hướng một chút vì thế trong thể nội tần vũ có một thông đạo do sinh mệnh nguyên lực tạo thành thông đạo này trực tiếp từ đan điền đi tới ngón tay tần vũ cỗ hắc động chi lực đó liền xuyên qua thông đạo sinh mệnh nguyên lực án chiếu theo phương hướng của ngón trỏ bán ra may thay từ khi tần vũ đạt đến hắc động chi cảnh ý thức hấp thu được khí tức từ cưỡng hồ không gian đã phát sinh thay đổi năng lực không chế năng lượng của tần vũ đã để cao lên cả một khúc lớn hắn mới có thể miễn cưỡng khống chế đạo chỉ mang tốc độ khủng bố đó bán ra án chiếu theo quỹ tích hắn cảm ngộ được trong khương lan giới khí thế toàn thân tần vũ trở nên lăng lệ thập tuyệt chỉ hai tay tần vũ khi búng khi lắc mười đạo kim sắc chỉ mang liên tiếp bắn ra khi song song lúc trùng hợp bắn ra cho một chốc mười đạo kim sắc chỉ mang này cùng hợp lại mười đạo chỉ mang tụ hội có thể tưởng tượng được quy lực lớn đến mức nào tần vũ khẽ ngừng lại sau khi không gian ổn định rồi liền thuấn di đến nơi mà thập tuyệt chỉ bắn tới phá không chỉ phanh một đạo kim sắc tàn ảnh từ ngón trò tần vũ bắn ra mãi đến sau khi đạo kim sắc tàn ảnh này bắn ra không khí mới phát ra âm thanh chấn động kinh nhân nhưng lúc này kim sắc quang mang của thập tuyệt chỉ đã bay tới trong tầm nhìn của tần vũ phanh một tiếng chỉ mang của thập tuyệt chỉ tan ra kim sắc tàn ảnh vẫn tiếp tục bắn tới tâm ý tần vũ khẽ động một bức tường đất ở đàng xa bỗng đột ngột xuất hiện ngăn trở theo phương hướng của phá không chỉ chỉ nghe một loạt tiếng nổ đứt tai phá không chỉ không biết đã bắn xuyên qua bao nhiêu lớp đất mới dừng lại vì tần vũ thân là chủ nhân khương lan giới Khống chế đất đai của Khương Lan giới di động rất dễ dàng. Uy lực của phá không chỉ còn lớn hơn thập tuyệt chỉ mấy lần. Tần Vũ có thể phát hiện sau khi phá không chỉ đánh tan thập tuyệt chỉ thì chỉ tổn hao một phần nhỏ mà thôi. Bộ chỉ pháp này gọi là gì bây giờ? Tần Vũ suy nghĩ một chốc. Không biết chuyện gì xảy ra, Tần Vũ tựa hồ đang nhớ lại những năm tháng tại Tiềm Long Đại Lục. Lúc đó bản thân xưng là Lưu Tinh Tiên Sinh, cùng đi với phụ vương tới Hồng Hoang độ tứ cửu thiên kiếp nhưng bản thân cũng do lưu tinh hàng lâm hóa thành một giọt lưu tinh lệ cải biến mệnh vận của mình tần vũ có cảm tình đặc biệt đối với lưu tinh lưu tinh gọi là lưu tinh chỉ pháp đi tần vũ tuyệt không để ý đến tên gọi tên gọi chỉ là bề ngoài điều quan trọng chân chính là uy lực của bản thân chỉ pháp ba chiêu đầu của lưu tinh chỉ pháp này người khác có thể học còn chiêu thứ tư xem ra chỉ có bản thân tần vũ mới phát ra được tần vũ thầm tính trong lòng không khỏi cảm thán một trăm năm rồi vậy mà đã tu luyện 100 năm, sáng tạo ra một bộ chỉ pháp lại lâu như thế. Bây giờ Tần Vũ vẫn là hắc động trung kỳ. Công lực không tăng lên bao nhiêu, nhưng thực tế lực công kích đã để thăng đến một cảnh giới mới. 100 năm nay Tần Vũ chủ yếu là sáng tạo lưu tinh chỉ pháp. Lưu tinh chỉ pháp này nói đơn giản là chỉ pháp, thực tế có thể biến thành trưởng pháp, quyền pháp các thứ. Bởi vì sự chân quý của lưu tinh chỉ pháp là cảm ngộ của Tần Vũ đối với vũ trụ không gian, đối với cảnh giới. Còn trong mắt Tần Vũ, đối với chiêu thức các thứ đều đã đạt tới một cấp độ mới đồng thời cảm ngộ vực điều này cho thấy tần vũ đã thực sự có tư cách chiến đấu với đế cấp cao thủ nhìn không gian vô tận trong khương lan giới tần vũ hít sâu một hơi phải đi ra thôi lần này cẩn thận một chút ít nhất phải biến đổi dung mạo dung mạo toàn thân tần vũ biến đổi tóc vốn dài biến thành ngắn ba thốn bộ hắc xác trường bào cũng biến thành lam sắc y phục ngắn bó sát người toàn thân tinh anh hơn một chút diện mạo thô kịch hơn chuẩn bị xong đâu đó tần vũ liền rời khỏi khương lan giới ân có người giám thị tần vũ cảm thấy rất rõ có linh hồn chi lực của hai người lướt qua hạt cát do khương lan giới biến thành một người là tiên đế một người là ma đế thực lực phải là lưỡng tam cấp chỉ từ linh hồn chi lực lướt qua hạt cát tần vũ đại khái đã xác định được thực lực của hai người này trầm ngâm một lúc trong lòng tần vũ bất lực xem ra hai người này là do hai gã bắt cấp tiên đế ma đế kia phái đến tần vũ đã từng suy nghĩ về hai bát cấp tiên đế ma đế có đến tám phần là tuyết thiên nhai và vũ hoàng hừ cho dù là bát cấp tiên đế cũng không thể một mực kiên trì bọn chúng chịu không nổi liền sai thủ hạ thay thế ô tần vũ đột nhiên phát hiện một đạo tiên thức đã biến mất tần vũ hơi ngạc nhiên sau đó mới phản ứng xem ra gã tiên đế giám thị đã mỏi mệt rồi tổng cộng có hai người giám thị một người là tiên đế một người là ma đế bây giờ gã tiên đế dĩ nhiên đã nghỉ ngơi gã ma đến này lúc nào mới nghỉ đây hy vọng một lúc nào đó giữa hai người này không có sự phối hợp tần vũ mong mỏi một khi hai người này phối hợp với nhau lúc ta nghỉ ngơi thì ngươi giám sát lúc ngươi nghỉ ngơi thì ta giám sát nếu vậy tần vũ muốn an toàn rời khỏi cũng không thể không từ ma giới đi theo đường vòng tần vũ không muốn đánh một vòng lớn như thế tần vũ nhận định hai gã bắt cấp tiên đế ma đế truy sát mình cạnh tranh với nhau sao lại chịu hợp tác thấy có khả năng này nên tần vũ quyết định chờ xem lần chờ đợi này thế mà đã một tháng một tháng sau tần vũ hưng phấn phát hiện bên ngoài quả nhiên không có tiên thức mà thức giám sát nữa tần vũ tuyệt không biết hai tiên đế mà đế giám thị này mỗi năm đều nghỉ ngơi trong thời gian một tháng tuy thời gian nghỉ ngơi lệch nhau nhưng mấy năm lại có một thời gian ngắn không có ai giám sát vũ hoàng tuyết thiên nhai nhận định tần vũ không phát hiện được sự giám thị của đế cấp cao thủ hơn nữa thời gian không có người giám sát rất ngắn vì thế không để ý tới bầu trời trong xanh vô bờ bến trên không chỉ có vài đám mây trắng lững lờ trôi lúc này làm tuyết tinh rất náo nhiệt trên đường rất đông tu luyện giả tần vũ bây giờ đang đi trên đường nhớ lại lúc còn xưng là lưu tinh tiên sinh nhận nhiệm vụ sát thủ ở tiềm long đại lục từng để tóc ngắn lâu lắm rồi không có để tóc ngắn tần vũ bây giờ tóc ngắn ba phân cảm giác cũng rất thư thái đã lâu lắm rồi không để tóc ngắn bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Tần Vũ nhanh chóng đi xuyên qua thành trì. Khi tiến vào khu vực Thảo Nguyên, Tần Vũ trực tiếp thi triển thuấn di đến vị trí tinh tế chuyển tống trận. Dù hiện tại có người giám thị Tần Vũ cũng không sợ bị phát hiện. Người muốn từ Lam Tuyết Tinh đi đến tiên giới rất nhiều, lúc này đã có nhiều người xếp thành từng đội. Đến đâu? nhân viên quản lý đứng bên tinh tế truyền tống trận hỏi tần vũ tần vũ mỉm cười nói đến trường minh tinh của tiên giới trường minh tinh là tinh cầu ở biên giới của tiên giới và lam loan tinh vực ba khối thượng phẩm nguyên linh thạch nhân viên quản lý đó bình thản nói tần vũ kinh ngạc trong lòng từ một tinh vực đến một tinh vực khác quả nhiên là giá cao hơn nhiều bất quá đối với tần vũ mà nói chút tiền tài này chẳng là gì hết đưa ba khối thượng phẩm nguyên linh thạch xong tần vũ bước vào trong tinh tế truyền tống trận một trận quang mang làm lòng người phấn khởi lóe lên trên mặt tần vũ không khỏi có tiếu dung hai gã bát cấp tiên đế mà đến ngươi lại không bắt được ta rồi tiếc cho các ngươi lãng phí bao nhiêu tinh lực lại còn để ta nhìn thấy một trường giao thủ tinh nhuệ của các ngươi mang lại cho ta lợi ích vô cùng quang mang tiêu thất tần vũ cũng biến mất ở đầu cực nam của tiên giới có một tinh cầu sáng như ngọc quanh năm được hàng tinh chiếu rọi tinh cầu này căn bản không có đêm vì thế tinh cầu này được gọi là trường minh tinh cùng tinh hệ với trường minh tinh còn có một tinh cầu danh tiếng không nhỏ là minh lưu tinh minh lưu tinh này nổi tiếng là vì ở đây có những khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy lúc này tần vũ đang ở trên minh lưu tinh trong một tòa tử lâu phổ thông ở minh lưu tinh tần vũ đang uống loại rượu chiêu bài bảo tử của tòa tử lâu này tần vũ cảm thấy cũng được vì sao chính là vì hắn chưa từng uống qua lần này uống thử cũng coi như là mở mang kiến thức bao nhiêu năm nay ở trong khương lan giới không có ăn uống gì chỉ uống nước trắng tâm tình tần vũ hoàn toàn phóng túng đến nội bộ tiên giới chỉ cần mình không gây chuyện thì gã bắt cấp tiên đế kia muốn bắt mình chỉ là nằm mơ trừ phi bị gã bắt cấp tiên đế đó chặn đường cho dù chặn đường thì cũng không thể mười phần khẳng định thân phận của tần vũ bắt cấp tiên đế chắc chắn là vũ hoàng tần vũ tự nhủ vô danh đại ca lúc nói chuyện với ta cũng đã từng nói ba đại thủ lĩnh của tiên giới thì huyền đế là nữ nhân còn thanh đế rất hiếm khi ra tay vô cùng thần bí căn cứ vào những gì vô danh nói lại về chuyện vũ hoàng có lòng truy sát mình tần vũ nhận định bắt cấp tiên đế chắc chắn là vũ hoàng chỉ cần cẩn thận một chút trên địa bàn của vũ hoàng đừng có gây chuyện thì bản thân vô cùng an toàn trong vô số người ở vô số tinh cầu muốn vũ hoàng và tần vũ gặp mặt khả năng đó cũng tưởng tượng được nhỏ tới mức nào gặp mặt một người trong hơn ước người trên một tinh cầu đã khó rồi đừng nói trong một tinh hệ có bao nhiêu là tinh cầu, trong tiên giới lại có bao nhiêu là tinh hệ. Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở Minh Lưu Tinh, Tần Vũ bắt đầu xuất phát. Từ đầu cực nam của tiên giới tiến về nơi giao tiếp giữa tiên giới và yêu giới, cũng là đầu cực tây của tiên giới. Tiên giới chiếm cứ một khu vực bằng gần hai phần của cả tiên mai yêu giới, có gần 20 tinh vực. Tần Vũ đi thẳng không nghỉ ngơi từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, từ tinh hệ này đến tinh hệ khác. Đi tới không ngừng, trên tay Tần Vũ bây giờ đang có tinh tế địa đồ của gần như là cả tiên ma yêu giới. Bản địa đồ này Tần Vũ có được từ ngao vô danh, người huynh đệ này, Tần Vũ không biết làm sao mà báo đáp. Hoàng tử Long tộc ra tay quả nhiên bất phàm. Trên bản địa đồ của tiên ma yêu giới này ghi tường tận cả tinh tế truyền tống trận mọi nơi. Hơn nữa bản địa đồ này là do Long tộc mới, nâng cấp gần đây nhất, ngày sửa đổi là 100 năm trước. Tám đại tinh vực Tần Vũ đi một hơi trong 10 ngày qua tám đại tinh vực trong 10 ngày này Tần Vũ chỉ nghỉ có nửa ngày. Truyền tống không ngừng, hiện tại ta nhìn thấy quang mang của truyền tống trận là thấy đầu váng mắt hoa rồi. Tần Vũ bước ra khỏi tinh tế truyền tống trận ở Noãn Mộc Tinh, lần này hắn không đi tiếp mà, vào một thành trì ở Noãn Mộc Tinh nghỉ ngơi một lúc trước đã. Noãn Mộc Tinh là một tinh cầu rất phổ thông, cũng không nằm trong phạm vi thế lực của Vũ Hoàng trong lòng tần vũ có một quy tắc là trên lộ trình tuyệt đối không nghỉ ngơi trong địa bàn của vũ hoàng trong một tòa thành trì ở noãn mộc tinh sau khi tản bộ dạo quanh trên đường nửa ngày mua một ít đồ chơi nhỏ hấp dẫn tần vũ mới bước vào một từ lâu tùy tiện ngồi xuống gọi vài món ăn và vài bình rượu bây giờ đã qua tám tinh vực rồi chưa tới một tháng ta đã có thể đến yêu giới rồi tần vũ nhìn cảnh sắc ngoài song cửa trong lòng nhẹ nhõm sư huynh sư tôn gọi chúng ta mau chóng quay về làm gì thế bốn bạch y thanh niên theo tiếng nói chuyện trong trèo bước vào trên thân bốn người này tự nhiên tán phát ngạo khí chính xác bốn sư huynh đệ bọn họ có hai bát cấp kim tiên hai cửu cấp kim tiên loại thực lực này tuyệt đối là đỉnh điểm ở tinh cầu phổ thông như noãn mục tinh dạng tinh cầu như noãn mục tinh rất hiếm khi có đế cấp cao thủ ghé qua tam sư đệ sư tôn không có nói rõ trong truyền tấn linh châu thanh niên có nước da đen sạm trong bốn người nói đại sư huynh tam sư đệ ta có nghe được vì sao lần này sư tôn triệu tập chúng ta về sơn môn nhị sư huynh trong bốn người nói với vẻ thần bí ba sư huynh đệ kia liền nhìn về phía nhị sư huynh nhị sư huynh huynh nói đi đừng có dấu dấu diếm diếm nữa cuối cùng lão tứ cũng thôi thúc nhị sư đệ nói mau đi đại sư huynh cũng thôi thúc tân vũ đang uống rượu cách đó không xa khẽ nhíu mày mình buôn ba suốt ngày không dễ dàng gì mới tới được đây nghỉ ngơi một lúc bốn sư huynh đệ này lại gây ồn ào tần vũ nhẫn nhịn tịnh không nói gì kỳ thật ta cũng không xác định lắm nhưng ta biết lần này tông chủ vô cùng cao hứng còn mời hai tiên đế đến chúc mừng nữa mặt nhị sư huynh tràn đầy hồng quang nói rất tự hào cửu cấp kim tiên đến nhất cấp tiên đế chỉ cách một bước nhưng vô số cầu thủ bị khốn ở cánh cửa cửu cấp kim tiên vô pháp tiến lên cứ nhìn ngọc kiếm tông có bao nhiêu cửu cấp kim tiên bao nhiêu nhất cấp tiên đế là biết sự khó khăn của bước này hai tiên đế hai tiên đế đó là ba sư huynh đệ bên cạnh thấy hiếu kỳ nhị sư huynh chậm rãi uống một chén rượu chờ đến khi ba sư huynh đệ nhịn không được muốn ra tay giáo huấn mới nói trong hai tiên đế này có một người là vũ phạm tiên đế trong thập bát đế của bệ hạ oa wow, vũ phạm tiên đế mắt tứ sư đệ sáng lên nghe nói vũ phạm tiên đế vô cùng lợi hại năm sửa tiên giới có một thế lực nhỏ bất kính đối với bệ hạ một mình vũ phạm tiên đế dùng thiên phạm ấn quyết giết một hơi ba đại tiên đế trực tiếp giải tán thế lực đó thập bát đế chén rượu trên tay trái tần vũ khẽ dung hình như chỉ có dưới quyền vũ hoàng mới xưng hô thập bát đế không lẽ mấy sư huynh đệ này là người của vũ hoàng chuyện có quan hệ với vũ hoàng làm tần vũ không nhịn được tập trung lực chú ý nghe mấy người này nói chuyện nhị sư huynh còn tên đế kia là ai vậy tứ sư đệ hỏi nhị sư huynh cười hăng hắc nói người còn lại cũng không phải bình thường ông ấy là một trong tam thập lục quân như tông chủ của chúng ta chính là tông chủ ngọc kiếm tông ngọc thanh tử ở bên Lam Loan Tinh vực. Ngọc Thanh Tử Tiên Đế, có phải là kiếm tiên?" Mắt đại sư huynh sáng lên. Tuy nói Ngọc Thanh Tử Tiên Đế chỉ là nhất cấp tiên đế, nhưng công kích vô cùng lang lệ. "Ngọc Thanh Tử?" Trong lòng Tần Vũ phát run, sắc mặt không nhịn được hiện lên một tia hưng phấn. "Ngọc Thanh Tử ơi là Ngọc Thanh Tử, lần trước chưa giết được ngươi, không ngờ bao nhiêu năm qua ngươi trốn trong Ngọc Kiếm Tông bây giờ lại tới tiên giới, lần này đúng là ông trời từ bỏ ngươi rồi." tần vũ luôn nhớ đến cái chết của hàn thư tuy cái chết của hàn thư là do tự sát nhưng cũng là bị bức phải tự sát trong lòng tần vũ muốn giết nhất là người vạch ra kế hoạch ngọc thanh tử chính vì kế hoạch bao vây tần vũ do ngọc thanh tử bố trí nếu không có kế hoạch đó thì đồ đệ của mình đâu có xảy ra chuyện gì trên phong nguyệt tinh tần vũ liên tục công kích ngọc thanh tử mấy lần đáng hận là năm sư thực lực quá chênh lệch so với ngọc thanh tử mặc dù có thân thể kiếm tiên khôi lỗi nhưng mức độ lĩnh ngộ đối với chiến đấu quá thấp hoàn toàn bị vừa của Ngọc Thanh Tử trói buộc. Lần này Ngọc Thanh Tử người chết chắc. Trong lòng Tần Vũ Hạ quyết tâm phải đi giết Ngọc Thanh Tử trước đã. Từ lời nói của bốn sư huynh đệ này, Ngọc Thanh Tử chắc chắn là ở cùng một chỗ với hai tiên đế khác. Một người là, trong tam thập lục quân còn một người là vũ phạm tiên đế trong thập bát đế. Gã vũ phạm tiên đế đó khó đối phó một chút, nhưng khẳng định không bằng thanh huyết kiếm tiên. Gã vũ phạm tiên đế đó giết không nổi mình. Trong lòng Tần Vũ không chút sợ hãi bất quá cũng phải bố trí kế hoạch làm chuyện này ít nhất là phải biết môn phái của bốn sư huynh đệ này là môn phái nào ở tinh cầu nào tần vũ suy xét trong lòng trên mặt không khỏi có một tia tiếu ý mười hai tiên đế đến chúc mừng tông chủ khẳng định là có chuyện gì đó vui mừng lắm tam sư huynh cười nói lúc này bọn họ có chút mong đợi với lần quay về này vì có thể nhìn thấy hai tiên đế sau đó bốn sư huynh đệ lại bắt đầu huyên náo những người khác trong tử lâu căn bản không dám lên tiếng phản đối vì thực lực của bốn người này quá mạnh bốn tên tiểu bối các người yên tĩnh một chút một đạo thanh âm trầm trầm từ trong góc tử lâu truyền tới ai bốn sư huynh đệ biến sắc đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh đó chính là tần vũ đã biến đổi dung mạo đại sư huynh địch nhân thâm bất khả chắc nhị sư huynh truyền âm nói đại sư huynh sao lại không biết bốn sư huynh đệ vừa nhìn thấy tần vũ đã sợ hãi trong lòng vì bọn họ phát hiện bốn người họ căn bản không phát hiện được chút khí tức nào của tần vũ nếu nhắm mắt lại thậm chí có thể cho là trong góc đó không có người tiền bối bốn sư huynh đệ vãn bối không biết tiền bối ở đây nên đã lỗ mãng đại sư huynh đứng lên cung kính nói các ngươi cùng một môn phái phải không trường bối là ai tần vũ bình thản uống rượu nói mắt căn bản không nhìn bốn sư huynh đệ lấy một cái đại sư huynh cung kính nói vãn bối là đệ tử của băng phong tông ở phiêu nguyệt tinh hệ tông chủ là băng liên tiên đế ô là môn hạ đệ tử của băng liên à nể mặt băng liên ta tha đó tần vũ bình thản đứng lên sau đó thân hình lắc một cái đến bên cửa quay lưng lại bốn sư huynh đệ bọn tiểu bối nhớ lấy sau này đừng có làm huyên náo trong từ lâu trước hết hay nhìn cho rõ trong từ lâu có những ai vâng vâng bốn sư huynh đệ đều đứng cung kính nghe tần vũ xưng hô băng liên tiên đế với ngữ khí thân thiết hơn nữa bọn họ cũng không nhìn ra được thực lực bọn họ nhận định người thâm sâu khó dò trước mắt tuyệt đối là đế cấp cao thủ. Đợi đến khi bốn sư huynh đệ ngừng đầu lên nhìn Tần Vũ dĩ, nhiên đã biến mất, lúc này bốn người mới thở ra một hơi dài, Tần Vũ trực tiếp thuấn di đến bên tinh tế truyền tống trận ở Noãn Mộc Tinh. Phiêu Nguyệt Tinh Hệ, Băng Phong Tông. Trong tay Tần Vũ xuất hiện một khối ngọc giản, ngọc giản này chính là lấy từ chỗ Ngao Vô Danh, trên đó có địa đồ của cơ hồ toàn bộ các địa phương trong Tiên Mai yêu giới. May mà lấy được bản tinh tế địa đồ này, từ chỗ vô danh đại ca nếu cứ dựa trên bản tinh tế địa đồ dàn lược chắc là không tìm thấy tinh cầu của băng phong tông trong phương nguyệt tinh hệ bản tinh tế địa đồ này của vô danh đại ca tường tận hơn nhiều trên mặt tần vũ tràn đầy hỉ sắc trên bản địa đồ do vô danh tặng này mỗi tinh cầu đều có giới thiệu tường tận chẳng hạn như tinh cầu này do thế lực nào nắm giữ cao thủ của thế lực nắm giữ này là ai nói chung là vô cùng tường tận tin thức của tần vũ lướt qua những thông tin liên quan đến các tinh cầu trong phiêu nguyệt tinh hệ liền tìm thấy tinh cầu có băng phong tông Bạch băng tinh Đây là tinh cầu có băng phong tông, trên mặt cả tinh cầu này đều được bao phủ bởi băng cứng. Trên bạch băng tinh này có hai tòa thành lớn do tu tiên giả trực tiếp dùng công lực đảo nên. Thêm vào đó, còn dùng cấm chế để bảo trì bên trong ấm áp như mùa xuân. Cự ly giữa nơi đây và phiêu nguyệt tinh hệ cũng không xa, đã bao năm rồi, cũng không cần gấp gáp mấy ngày. Sau đó Tần Vũ trực tiếp trả phí bước vào trong tinh tế truyền tống trận, kế đó quang mang lóe lên Tần Vũ lại đi tiếp. Noãn Mộc Tinh tuy không ở trong Phiêu Nguyệt Tinh hệ, nhưng lại cùng một tinh vực với Phiêu Nguyệt Tinh hệ. Nửa ngày sau, trong Bạch Phong Thành của Bạch Băng Tinh, trong Phiêu Nguyệt Tinh hệ. Trên một tòa tử lâu của Bạch Phong Thành, tử lâu này có thể nói là hào hoa nhất Bạch Phong Thành, phía sau tử lâu còn có một tòa đình viện yên tĩnh, phí thuê phòng cũng đạt đến giá 100 khối nguyên linh thạch. Ông chủ, không có chuyện gì thì đừng để người khác quấy rầy ta." Tân Vũ tùy tiện thải một khối thượng phẩm nguyên linh thạch, rồi đi về tòa đình viện phía sau tử lâu tiền bối yên tâm tuyệt đối không có ai quấy dày người đâu trung niên nam tử đứng sau quầy nhìn thấy một khối thượng phẩm nguyên linh thạch trên mặt liền xuất hiện tia hỉ sắc một cao thủ bình thường đã tùy tiện đưa ra một hai khối thượng phẩm nguyên linh thạch thì sau này rời khỏi cũng không đòi tiền thối ông chủ nhận định tần vũ hiển nhiên là tiền bối phóng khoáng dạng này trong đình viện yên tĩnh tần vũ đang yên lặng suy nghĩ về việc lần này ra tay giết ngọc thanh tử lần trước đã phải trả giá đắt nên lần này tần vũ đã rút kinh nghiệm phiêu nguyệt tinh hệ là địa bàn của vũ hoàng do chính băng phong tông quản lý bất quá phiêu nguyệt tinh hệ cũng là tinh hệ duy nhất trong bản noãn tinh vực thuộc về vũ hoàng tần vũ xem xét thông tin trên bản tinh tế địa đồ ba đại thủ lĩnh của tiên giới không có ai hoàn toàn nắm giữ cả một tinh vực bọn họ chỉ chiếm cứ những tinh hệ bất đồng tại các tinh vực bất đồng có tinh vực thì chiếm lĩnh một tinh hệ cũng có tinh vực chiếm lĩnh hai ba tinh hệ cũng có khả năng không có tinh hệ nào lần này tần vũ giết chết ngọc thanh tử Điều lo ngại duy nhất là hai tiên đế kia, Tần Vũ đã lĩnh ngộ lưu tinh chỉ pháp cùng với vực nên 10 phần tin tưởng mình đủ sức giết chết nhất cấp tiên đế Ngọc Thanh Tử. Chỉ là hai tiên đế kia có chút rắc rối, đặc biệt là Vũ Phạm tiên đế, một trong thập bát đế, vô cùng lợi hại. Dưới quyền Vũ Hoàng có thập bát đế và tam thập lục quân, người yếu nhất trong thập bát đế cũng mạnh hơn người mạnh nhất trong tam thập lục quân. Hiển nhiên, thực lực của Vũ Phạm tiên đế ít nhất là mạnh hơn tiềm khải tiên đế. Vũ Phạm Tiên Đế tuy không phải là thanh huyết kiếm tiên, hắn không có khả năng giết ta nhưng vô luận ra sao đều không thể để vũ hoàng biết được tin mà tới truy sát nếu vũ hoàng tới thì sự tình rắc rối to tuy chưa xuất thủ nhưng tần vũ dĩ nhiên đang xem xét tình huống xấu nhất điều tiên quyết là cho dù có giết chết ngọc thanh tử cũng không thể để bọn vũ phạm tiên đế biết mình là tần vũ tần vũ đã quyết định trong lòng lần này xuất thủ sẽ sử dụng lưu tinh chỉ quyết đối phương không thể nào từ lưu tinh chỉ quyết đoán ra hắn là tần vũ cho dù những năm sau này có biết thì lúc đó thực lực của tần vũ có lẽ là đã không còn phải e ngại người khác nữa giả sử thân phận bại lộ giả sử vũ hoàng truy sát tới đây ta làm sao mà trốn đây vũ hoàng hiện tại ở đâu tần vũ tịnh không biết nếu cự ly xa căn bản không thể trong thời gian ngắn truy sát tới nơi chỉ là tần vũ hiện tại muốn xem xét kỹ cả mọi tình huống nơi đây tiến thức của tần vũ phát hiện được một nơi một tinh hệ khác của bản noãn tinh vực bạch chỉ tinh hệ bạch chỉ tinh hệ là địa bàn của thanh đế thanh đế một trong ba đại thủ lĩnh của tiên giới trên tinh tế địa đồ của long tộc có phân chia cấp độ của các thế lực quả nhiên nhận định thanh đế là thế lực khó động đến nhất tần vũ nhìn những ghi chép tường tận trên bản tinh tế địa đồ của long tộc không khỏi kinh ngạc tần vũ tịnh không biết bản tinh tế địa đồ phát hành trong nội bộ long tộc này cứ mỗi một trăm năm lại cập nhật một lần với các tư liệu nội bộ chỉ có nhân vật cấp cao mới được xem kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.